Chương 311, sôi trào sau khúc dạo đầu thời gian 10 phút dành cho một trận solo không hề ngắn. Trong giải đấu chuyên nghiệp vinh quang thừa đầu, trận đấu cũng bị hạn chế thời gian. Hồi đó một trận 1 vs 1 bị giới hạn trong 5 phút. Hết 5 phút mà chưa phân thắng bại, thắng thua sẽ được quyết định bằng tỷ lệ máu thừa. Quy định thời gian vốn là để tiện cho việc phát sóng, nhưng cũng vì vậy mà xuất hiện rất nhiều đấu pháp hèn hạ. Ví dụ, những kẻ vừa chiếm được lượng máu ưu thế sẽ không chọn đối đầu trực tiếp với đối thủ nữa, mà chuyển sang chơi cút bắt trên khắp bản đồ. Chiến thuật có thêm nhiều lựa chọn, có điều kiểu trốn tìm đấy lại chẳng hề thú vị. Đối thủ buồn bực, khán giả ngứa mắt, ngay cả bình luận viên cũng nín thinh khi gặp trường hợp ấy. Vì vậy, Yên Minh nhanh chóng họp hội nghị biểu quyết, ra quyết định hủy bỏ thời gian quy định. Sau dù gặp bất kỳ trận đấu nào cũng phải đánh nhau đến sống chết mới thôi. Từ đó, Phe hèn hạ buộc phải tích cực chủ động, không thể cứ trốn tránh mãi được, phải đánh sao cho thật sướng mắt. Còn bên phát sóng lại gặp phiền phức trong chuyện sắp xếp tiết mục vì không có thời gian quy định, chẳng qua không đến nỗi không giải quyết được. Làm no mắt khán giả cũng đủ để bảo đảm tỷ lệ người xem, phía nhà đài không hy vọng chỉ vì chút thuận tiện mà đi theo con đường trốn tìm du ngủ quần chúng. Giới hạn thời gian bị bỏ, xong lựa chọn 5 phút lúc đầu cũng rất khoa học. 5 phút đủ để chiến một trận sâu lâu đặc sắc. Nếu bắt buộc định sống chết, đa số những trận đấu 1 vs 1 vẫn có thể kết thúc trong 5 phút. Mà kéo dài hơn 5 phút, đa phần là những kẻ theo đấu pháp thận trọng và hèn hạ, hai bên cứ từ từ nhây qua nhây lại. Nhưng trận này lại không phải thế. Nhất diệm Chi Thu và Đại Mạc Cô Yên chạm chán kịch liệt, bản đồ sắp bị cả hai phá hủy một phần năm, nào theo đấu pháp hèn hạ chứ, dùng đấu pháp nọ mà vẫn níu chân nhau suốt 10 phút, quả thật rất hiếm thấy. Mà 10 phút hơn cũng chưa phải hồi kết, Máu của cả hai còn những, khán giả trợn mắt há mồm, bình luận viên giải thích kỹ năng hai bên sử dụng đến chán chê, đành gấp gáp đi tra tư liệu, bắt đầu chuyển sang kể chuyện. 10 phút, trận một trọi một của Tôn Tường và Hàn Văn Thanh đã kéo dài 10 phút. Thanh HP của cả hai vẫn còn, cứ tiếp tục như vậy, họ sẽ đánh tới phút thứ 13. Các anh em đã quen thuộc những kỷ lục vinh quang ắt sẽ không thấy bất ngờ, nhưng nên biết rằng kẻ sáng tạo ra những trận đấu siêu dài chủ yếu đều theo đấu pháp cẩn thận và hèn hạ. Còn trận đấu chạm chán kịch liệt suốt 10 phút như này, trong suốt cuộc đời bình luận viên của mình, đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến bình luận viên liên thiên. Không ngừng, bởi vì tình huống khá bất ngờ, gã chưa kịp chuẩn bị phao, giờ có tìm cũng không kiếm kịp những trận tương tự trong tài liệu. Bình luận viên chỉ đành dùng kinh nghiệm phong phú của mình để chứng minh sự bất thường của trận đấu mà người chơi vinh quang lâu năm ai còn cần mấy lời nhảm nhí của gã. Ai chưa từng đấu một vs một trong đấu trường chứ? Tất cả đều hiểu ý nghĩa của 10 phút, họ thấu triệt cuộc chiến dữ dội này. Lời làm nhảm của biên tập viên đách đứa nào để ý, mọi người chỉ tập trung theo dõi trận đấu. Ai sẽ thắng? Trần Quả níu chặt cánh tay Diệp Tu hỏi. Trình độ của trận này ngang nhau, không nhìn ra được ưu khuyết. Trần Quả lại nghi trình mình chưa đủ, nên mới hỏi thử người có trình độ rất cao như Diệp Tu. Giờ còn khó nói lắm." Diệp Tu đáp, "Vì sao? Máu còn nhiều." Diệp Tu nói, "Nghĩa là gì? Trần Quả khó hiểu, không ai trong cả hai có thể giành được thế công hoàn toàn, máu lại còn những, thế nên không thể nào chỉ dựa vào một cơ hội duy nhất để quyết định bên thắng, phải lâu thêm chút nữa, ít nhất là sau máu đỏ." Diệp Tu nói tiếp. "Sau máu đỏ ư?" Trần Quả hỏi, "Sau máu đỏ, chỉ cần một đại chiêu sát thương cao là có thể định ra thắng bại." Diệp Tu nói. "A à, Trần Quả nửa hiểu nửa không gật đầu, đường nhu lại chăm chú theo dõi. Pháp sư chiến đấu là nhân vật cô đang sử dụng, cô cũng có thể giống một tay nhà nghề nửa mùa hiểu sơ sơ. Chẳng qua hàn yên nhu của cô chưa lên 40, kỹ năng còn thiếu rất nhiều, muốn nhìn ra gì cũng có giới hạn. Thế nhưng, từ đám kỹ năng cấp thấp của hàn yên nhu, đường nhu vẫn có thể trông thấy sự tranh lệch cực kỳ lớn. Bất kể là người điều khiển hay nhân vật, khán giả không gieo hò nữa. Bởi vì trận đấu cứ rằng co qua lại, hết tấn công rồi hóa giải công kích đối phương. Mỗi khi khán giả cho rằng đã đến lúc cao trào, thì y như rằng phát hiện hoan hô chỉ là công cốc. Cứ gieo bừa mãi, ai cũng thấy xấu hổ, mà gieo hoài thì có khác gì mình không có trình độ, mọi người lặng nhìn, yên lặng chờ kết quả. Xong họ chợt giận mình phát hiện, sao cả hai mất máu nhanh thế? Không ai có thể thấy tưởng tận thanh máu tụt thế nào. Đây có tính là cao trào không? kẻ nào kẻ nấy mù tịt. Hai nhân vật lại đánh tiếp như chẳng có gì xảy ra, chỉ để lại một sự thật rằng thanh máu không ngừng giảm xuống. Cứ thế hơn 10 phút, máu của hai nhân vật đột nhiên đỏ lập lòe. Máu đỏ rồi, Trần Quả kêu lên, ừm, um, thời điểm quyết định thắng bại đấy, coi ký vào, Diệp Tu bảo. Thời điểm quyết định thắng bại, người hiểu rõ chuyện này ở đây không chỉ mình Diệp Tu. Trên giấy ghế dành cho tuyển thủ chuyên nghiệp, tất cả đều đang nín thở theo dõi. Mười phút trước đó chỉ là khúc dạo đầu, giây phút cuối cùng này mới là điểm cao trào, điểm cao trào duy nhất của cả trận, đồng thời cũng là hồi kết của trận tranh tài này. Trong sân đấu, nhất diệp chi thu sau một hồi áp sát đột nhiên thối lui. Tại thời khắc mấu chốt quyết định thắng bại, cậu ta sửa đổi chiến thuật, buông tha hành động không ngừng cướp thế công. Nhờ vào khả năng di chuyển nhanh của ý chí đấu giả và huyễn văn tăng trạng thái thuộc về pháp sư chiến đấu, cậu ta bắt đầu di chuyển, tùy thời mà hành động chuẩn bị cho đối phương một kích trí mệnh bất cứ lúc nào hàn văn thanh thì sao ở thời điểm cuối cùng anh vẫn giữ vững thế đoạt công trước sau như một của mình ồ khán đài yên lặng đã lâu chợt bùng nổ tiếng thét tiếng vỗ tay sau giây phút biến chuyển ấy trong mắt đám khán giả gà mờ hàn văn thanh thoáng chốc đã chiếm thế thượng phong nguyên nhân bùng cháy của khán giả tuy nhầm nhọt nhưng lại rất đúng lúc cao trào của cả trận sắp bắt đầu rồi đù má tên thỏ đế tôn tường. Trần Quả cũng tức giận hét lên. Cô không phải fan trung lập trong trận, cô ngóng trông 100% tôn tường sẽ thắng. Có điều, nó xuất phát từ lòng ủng hộ chiến đội, còn với một kẻ mới vào gia thế không bao lâu như tôn tường, Trần Quả còn chưa trở thành fan não tản đâu. Thấy tên này đột nhiên sợ cúp đuôi, cô lập tức khó chịu và xem thường. Đừng gấp gáp, cứ từ từ xem đã, Diệp tu vội vàng khuyên. Cậu xem cái thằng vô dụng kia kìa. Trần Quả mắng to, em thì lại thấy, tên ấy đánh rất bình tĩnh, từ nãy đến giờ không nói gì, đường như chợt mở miệng cắt ngang. Ừ, Diệp Phu cũng gật đầu, vậy à, tốt nhất nên thế đi. Trần Quả không dám mạnh miệng, trong lòng cô hiện đang lo lắng, nghe thấy tôn tường không phải kẻ muốn cục đuôi đầu hàng, cô chợt thấy vui mừng. Đoạt thế công, tiếp tục đoạt thế công. Tại thời khắc quyết thắng bại quan trọng, Hàn Văn Thanh dường như chẳng biết cẩn trọng và bình tĩnh là gì, anh tiếp tục tranh cướp thế công một cách mãnh liệt. Đại mạc cô yên vung thẳng cú đấm vỡ, nhất diệp chi thu vừa rời bước hoảng hốt lăn ra sau. Đại mạc cô yên dùng cú đá lốc xoáy đuổi theo, rời đất đạp ngay. Hai kỹ năng nối tiếp chóng vánh, thao tác của tôn tường còn nhanh hơn. Nhất diệp chi thu lăn xong không hề đứng dậy, khẽ nghiêng người sang bên. Đây là một động tác cơ bản, nhưng muốn thực hiện hai cú lăn người liền kề cũng không phải chuyện dễ. Nếu vừa nãy cậu ta làm không được, lăn hai cái mà bị vướng, tuyệt đối sẽ bị dính cu đá lốc xoáy kia. Phục hồ đằng tường, Hàn Văn Thanh lại dùng một kỹ năng cấp cao vào thời điểm chưa nắm được cơ hội tốt. Đại mạc cô yên phi người lên, hai chân bay đạp về phía nhất diệp chi thu. Bốp, giờ, có dùng lăn mình liền kề cũng chẳng thể tránh thoát. Đại mạc cô yên đạp hai cái lên ngực nhất diệp chi thu, trực tiếp dẫm ngá. Đại mạc cô yên lại mượn đà khẽ đạp nhảy ra sau nhất diệp chi thu, xoay người giữa không trung rồi lại đưa chân ra, định dùng ưng đạp kết liễu nhất diệp chi thu. Thương tổn của phục hộ đằng tường không đủ giết gọn đối thủ, nhưng nếu bổ sung thêm một chiêu vẹn toàn thì lại đủ sai. Ngay khi mọi người cho rằng trận đấu sẽ kết thúc, trần quả gần như sắp mắng to, thì chợt thấy nhất diệp chi thu đã bị đạp ngã đột nhiên ngã ngược ra sau, thao tác chịu thân mà không lộn hẳn người. Tiếp đấy, thân thể còn chưa xoay hết, chiến mâu khước tà vươn ra, nghiêng hất thiên kích ai nấy đều ngây dại thiên kích là kỹ năng thấp nhất của pháp sư chiến đấu còn được sử dụng khi đưa lưng về phía đối thủ nhờ cách biến thái đó một kích của nhất diệp chi thu va chạm với ưng đạp của đại mạc cô yên chiêu dẫm xuống chiêu xiên lên hai kỹ năng đụng độ có sức mạng ngang nhau nhất diệp chi thu bị đẩy lùi một ô đại mạc cô yên cũng bị bay ngược trên không tiếp đấy nhất diệp chi thu vừa rụt vừa đâm chiến mâu khước tà lại chĩa lên như một con rồng đang ngẩng cao đầu, ma pháp ngập tràn quanh thân mâu. Pháp sư chiến đấu xuất thân từ pháp sư, sức chiến đấu mạnh mẽ của họ không dựa hết vào sức lực, mà chủ yếu dựa vào ma pháp. Khước tà đâm ra, pháp lực hội tụ nơi thân mâu biến thành một con rồng đen tuyền, gầm gừ cuốn theo bụi cát trên mặt đất, vươn móng bổ về phía đại mạc cô yên. Chiêu mạnh nhất của pháp sư chiến đấu cấp 70, Phục Long Tường Thiên mọi người lại cho rằng thắng bại đã định trần quả đang chuẩn bị hoan hô vinh quang trên màn hình điện tử xuất hiện hai chữ to đùng nhưng ngay khi hình rồng do khước tả huyến hóa bằng phục long tường thiên biến mất ai nấy chợt kinh ngạc phát hiện đại mạc cô yên đang đứng cạnh nhất diệp chi thu mục tiêu bị phục long tường thiên đánh chúng không thể xuất hiện bên cạnh được thế chắc chắn là phục long tường thiên không hề trúng anh người đạt được vinh quang rõ ràng là hàn văn thanh và đại mạc cô yên của anh còn người ngã xuống, chính là nhất diệp chi thu. chương 312, còn non lắm tiếng vỗ tay vốn đã âm vang, bất chợt trở nên rời rạc, sau đấy im phăng phắc. Những khán giả trầm trồ vì tôn tường đều xấu hổ ngừng lại, người tiếc hận thay hàn văn thanh như vừa từ địa ngục bay lên thiên đường, không biết nên phản ứng ra sao. Ngay cả MC cũng thầm cảm thấy may mắn sau pha kinh ngạc đó. Hắn xém chút gào bậy kết quả, hắn cứ tưởng Hàn Văn Thanh chết chắc, đang định tuyên bố tôn tường giành chiến thắng nhà thi đấu tĩnh lặng như tờ suốt mấy giây khán giả rốt cuộc tỉnh táo lại vỗ tay âm vang một lần nữa mà bên phát sóng lợi dụng khoảnh khắc kinh ngạc của mọi người nhanh chóng cắt nối những pha chớp nhoáng cuối cùng của hai nhân vật trong video tất cả màn hình thay đổi rồi chiếu lại những hình ảnh ấy bấy giờ khán giả mới có thể thấy rõ khi con rồng đen tuyền do phục long tường thiên hóa thành của nhất diệp chi thu gầm gừ lao ra đại mạc cô yên ở giữa trời đột ngột đạp liên tục trên không khán giả quen thuộc vinh quang đều có thể nhận ra đấy là ưng đạp. Kỹ năng ưng đạp không chỉ có một đạp, số bước chân có thể tăng theo cấp kỹ năng mà đạt đến 5 bước cao nhất. Kỹ năng của Đại Mạc Cô Yên chắc chắn đạt mắc cấp. Xảy ra va chạm với thiên kích, nhân vật dù bị vang ra, ưng đạp cũng không bị cắt ngang, bốn đạp liền kề khiến Đại Mạc Cô Yên bị ngã lệch xuống không chung. Mà cú lệch xuống đấy lại giúp cho Đại Mạc Cô Yên sượt qua người con rồng đen đang bay đến đáp xuống đất lại ra ngay một quyền, phục long tường thiên của nhất diệp chi thu còn chưa thi triển xong, sao tránh được cú đấm đó. Chỉ còn lớp màu mỏng, cậu ta rốt cuộc ngã xuống bởi một kỹ năng nho nhỏ cấp 10. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy được phát liên tục, bên phát sóng lại làm việc hết năng suất, nhanh chóng cắt hết những cảnh so đấu chóng vánh của cả hai sau máu đỏ, xong chiếu chúng trên màn hình lớn với đủ mọi góc nhìn. Lúc thì bình thường, càng ngầu càng bá thì tăng tốc, cần đặc tả thì slow motion, tiếng vỗ tay kéo dài không dứt. Hàn Văn Thanh đã đứng dậy khỏi bụng đấu của mình, ung dung bước xuống như lúc mới lên sân, đi tới giữa sân đấu. Còn Tôn Tường thì sao? So với bất kỳ ai, cậu ta còn chẳng dám tin đây là sự thực, cậu không tin nổi kích cuối của mình lại thất bại. Làm tuyển thủ chuyên nghiệp, thắng bại là chuyện rất đỗi bình thường. Chỉ tiếc trận này cậu ta nói chắc như bắp, cam đoan vì gia thế và bá đổ viết nên kết cuộc. Nay người thua lại là cậu, điều đấy làm cậu xấu hổ không thôi. Tôn Tường hy vọng mình có thể trốn luôn trên bục, đợi ngày đầu tiên của ngôi sao cuối tuần kết thúc mới lẻn về. Nhưng cậu ta biết mình không thể làm thế được, trốn tránh không phải biện pháp tốt, trốn càng lâu càng xấu mặt, Tôn Tường hít sâu một hơi rồi đứng lên, đã đến lúc phải đối mặt những gì nên đối mặt, cậu ta bước xuống bục, nhìn Hàn Văn Thanh đã đứng giữa sân, lặng lặng không rời đi, chỉ đứng yên ở đấy khóe mắt tôn tường giật giật mấy cái hàn văn thanh đang đợi cậu chắc hẳn có lời muốn nói tên này lại chẳng phải một tiền bối thân thiện dễ gần gì cậu bước đến giữa sân ánh mắt lạnh lùng của hàn văn thanh vẫn nhìn cậu chăm chú tôn tường cố gượng cười đi tới trước mặt vốn là một đôi địch thù không đội trời chung tôn tường còn nói những câu như thế trước khi thi đấu đủ hiểu không khí trận này căng thẳng nhường nào đến cả mc có kinh nghiệm hoạt náo phong phú cũng không biết nên nói gì nhìn trái ngó phải chợt bắt gặp hàn văn thanh đang lạnh lùng lườm mình em thấy cảm thấy hoảng hốt mình chưa nói gì mà rồi theo phản xạ giao nộp micro cho hàn văn thanh ha ha hàn văn thanh nở nụ cười mấy đứa nhỏ dạo này cứ muốn thay đổi thời đại còn non lắm cả khán đài ồ lên nhất là đám nhà báo không ngại xì căng đan nhào nhào kích động trước đó ai cũng không ngờ tân binh khiêu chiến của mùa này lại đáng xem như vậy hàn văn thanh không hổ là người nổi danh khí phách câu châm biếm của anh không chỉ nhắm vào mình tôn tường còn tính cả đường hạo lấy hạ khắc thượng truyền cao anh kiệt đánh bại vương kiệt hy có khi cũng bị tính nút trận tân binh khiêu chiến của hôm nay không ngừng có người khiêu chiến thật với đám tiền bối hai tên trước thành công mãi đến khi gặp phải hàn văn thanh thì đám lão làng mới gỡ gạc được mặt mũi câu còn non lắm của anh đại diện cho tất cả lão tướng đáp trả đám tân binh đang nôn nóng muốn trèo cao kia tôn tường mặt mày đau khổ nhưng cậu ta có thể nói gì hàn văn thanh trả đòn ngay sau khi chiến thắng có trận đấu làm chứng lực sát thương còn lớn gấp trăm lần so với việc đánh trả bằng ngôn luận tôn tường đã trở thành một nhân vật có thể sánh ngang những bậc đại thần như hàn văn thanh kết quả chỉ một câu còn non lắm đã gạt phăng tư cách làm thần vốn có của cậu ta vào lúc này cậu bị giáng cấp thành một tên tân binh hàng thật giá thật một tên gấp gáp trèo cao nhưng trên thực tế cậu đã trèo lên cao rồi mà trộm gà không được còn mất nắm gạo chính là như vậy đây hàn văn thanh vẫn chưa nói hết phần trước anh nhắm vào tất cả tân binh phần sau lại đặc biệt gửi gắm đến tôn tường đánh không tồi hàn văn thanh cũng khen tặng khách sáo chẳng qua giọng điệu lạnh lẽo làm người nghe cảm thấy rất khó chịu có thể xoay người đánh được cú thiên kích chính xác tôi không biết có mấy người làm được khá lắm hàn văn thanh nói tôn tường kinh ngạc đó là lần mà thao tác và phán đoán của cậu ta bùng cháy kỳ lạ nổi trội vô cùng, cậu không ngờ Hàn Văn Thanh sẽ nhắc đến nó. Mấy ông biên tập chương trình cũng năng suất vô cùng, mới nghe Hàn Văn Thanh nói đã chiếu lại câu khen tặng thiên kích đặc sắc kia. Bầu không khí chợt trở nên thân thiện hơn nhiều, mắt MC lóe sáng, định xen mồm đôi câu, ai rẻ Hàn Văn Thanh giành nói trước, nhưng nếu là Diệp Thu, chiêu phục long tường thiên kia chắc chắn không đánh hụt. Dứt lời xoay người kết thúc, cục diện thoáng chốc lại căng thẳng ai cũng hiểu câu nói vòng vo của hàn văn thanh với tôn tường là đang ám chỉ điều gì cậu cũng lợi hại đấy chẳng qua so với lão tướng thì còn non lắm mà ghê hơn là anh còn nhắc đến diệp thu đám phen sắp nhảy dựng lên bất bình thay tôn tường cũng vì câu nói đó mà ngơ ngác ngồi xuống diệp thu đã giải nghệ nhưng bóng dáng huy hoàng ấy chưa từng phai nhạt trong lòng họ nếu hàn văn thanh nói tôn tường không bằng mình mọi người chắc chắn sẽ tức tối châm chọc còn nếu lấy diệp thu ra so fan của gia thế có thể chấp nhận được. Trần Quả là một trong số đó. Hàn Văn Thanh đánh thắng rồi bắt đầu diễu ngược, cô đã thấy tức lắm. Kết quả sau câu nhắc đến Diệp Thu, cô chợt bình tĩnh lại, ngơ ngẩn ngồi yên tại chỗ như thục nữ. Cả nhà thi đấy im phăng phắc, tất cả nhìn theo Hàn Văn Thanh thong rong rời khỏi sân. Trên màn hình điện tử vẫn trình chiếu thao tác thiên kích đặc sắc của tôn tường, nhưng hình ảnh nhanh chóng bị thay đổi, bên phát sóng chắc cũng thấy không phù hợp để chiếu lại nữa. Tôn Tường vẫn đứng trên sân đấu, MC tội nghiệp đứng một bên, không biết xử lý tình huống trước mặt ra sao. Kết quả Tôn Tường chủ động lấy đi micro từ tay gã. "Hôm nay tôi thua, thua không còn lời để nói, nhưng ngày mai thì chưa chắc." Nói xong, trả micro cho MC, cũng rời sân mà không quay đầu lại. Khán giả có mặt trên khán đài đều im lặng dõi theo. Lần Tân binh khiêu chiến này mang lại cho họ đủ cung bậc cảm xúc kỳ lạ. Đến giờ họ cũng không rõ là vui hay buồn. Bầu không khí trong nhà thi đấu căng như dây đàn, đây không phải chuyện mà bên tổ chức và bên phát sóng muốn nhìn, vội vàng bảo mau chuyển cảnh đến tiết mục tiếp theo. Tiết mục tiếp theo là trận khiêu chiến cuối cùng của hôm nay, cũng là vở kịch mà bên tổ chức cố ý an bài. Chẳng ngờ họ không đoán trước được màn tân binh khiêu chiến lại nổi bật đến thế, trận màu mè mà họ xếp sẵn phía sau chỉ sợ không đạt được hiệu quả mong muốn. Bên tổ chức là chiến đội luân hồi mà màn cuối cùng họ sắp xếp chính là tuyển thủ mới của đội họ sẽ khiêu chiến tuyển thủ át chủ bài của họ chu trạch khải luân hồi không thể nào hy sinh chu trạch khải để nâng nhân tài mới được cả bọn vốn định dùng cậu nhân tài kia làm nền nổi bần bận chu trạch khải lên có người trong nhà phối hợp chu trạch khải sẽ dễ dàng đánh đẹp mắt hơn lũ khác có điều luân hồi không ngờ rằng lũ tân binh thời nay quá bá gây sóng gió lớn đến thế trận tân binh khiêu chiến bên tổ chức chỉ biết danh sách những tân binh tham gia ai biết tân binh muốn khiêu chiến đứa nào tất cả đến tận hiện trường mới bắt đầu chọn người họ chỉ nghĩ sẽ như thường ngày tân binh và tiền bối đánh hữu nghị rồi chào thân ái thế thì trận kẻ hát người bè được bày sẵn của họ tất nhiên sẽ thu hút hơn ai ngờ lũ tân binh của lần này không làm màu mà chơi thật hết đám lão tướng cũng không chịu thua kém sau cùng trở thành một trận già trẻ đoạt vị hoành tráng thu hút hơn màn hát đệm do luân hồi an bài rất nhiều như bây giờ chẳng thà họ xếp tiết mục phe mình lên đầu đánh ngon lành lòe mắt thiên hạ ít ra mọi người sẽ vì tò mò kỹ thuật trình chiếu 3 d mới mẻ mà lưu lại ấn tượng lâu hơn còn bây giờ danh sách khiêu chiến vừa nhảy ra cả nhà thi đấu phản ứng thờ ơ rõ ràng rằng trải qua màn siêu kích thích của tôn tường và hàn văn thanh chả ma nào bận tâm đến trận đấu này nữa luân hồi có bực cũng không làm được gì đành tiếp tục thực hiện kế hoạch đã an bẩy tân binh và chu trạch khải lên đài Từng người nói chuyện rồi thi đấu, màn hát bè cũng bắt mắt lắm. Còn là sân nhà của Luân Hồi, phản ứng của khán giả cũng khá nhiệt tình, song chỉ là nhiệt tình, kém xa với chuyện cảm xúc dâng trào. Luân Hồi bó tay, trong mắt cả lũ, màn hát bè được chú trọng chuẩn bị này đã thất bại rồi. Chương 313, họp báo trận đấu kết thúc, tiếng vỗ tay của khán giả nghe có chút máy móc. Hiển nhiên đó chẳng phải tiếng vỗ hưng hoan, mà chỉ là lễ phép. Đối mặt tất cả mọi chuyện, Tiền thù át chủ bài của Luân hồi Chu Trạch khải lại không bất xúc gì. Mới thấy đánh xong đã vội nói cảm ơn, vẫy tay với khán giả rồi phóng thẳng xuống sân đấu. Cố bung lụa ngay từ lúc mở màn, định bùng trở thành ngôi sao sáng nhất đêm nay, ai dè lại biến thành tiết mục trả ma nào coi sau đêm giao thừa. Toàn thầy Luân hồi đều thở dài không thôi, tuy những màn tân binh khiêu chiến đấy đích thực là những trận thành công và đặc sắc nhất từ trước đến nay. Thế nhưng chuyện chẳng chừa chút hào quang cho tuyển thủ nhà họ khiến cả lũ buồn bực ghê gớm. Tân binh khiêu chiến kết thúc, tiết mục chính của ngôi sao cuối tuần ngày đầu đã khép lại. Đều là trận một trọi một, thời gian mỗi trận không quá dài, giữa các trận lại chèn thêm lời mở đầu và vài màn màu mè, nên giờ cũng đã kéo dài hai tiếng. Sau cùng là màn trình chiếu 3D đặc sắc và những hoạt động rút thăm trúng thưởng. Nếu là năm trước, không ít khán giả sẽ vì tốn thời gian mà bỏ về trước. Nhưng năm nay có sự hiện diện của kỹ thuật trình chiếu 3D mới lạ, ai nấy đều ở lại xem tiếp. Phần hạ màn kéo dài gần nửa tiếng mới chính thức tuyên bố ngày đầu của ngôi sao cuối tuần kết thúc. Trong khoảng thời gian vô ích đấy, nhân viên bảo vệ trật tự đã sẵn sàng. Ánh sáng trong nhà thi đấu mở dần đến khi sáng bừng, khán giả ào ào đứng dậy ra về. Một số ven cuồng còn giáo giác đứng tại chỗ, lần này tới tận nơi, cả lũ muốn xem mình có cơ hội tiếp xúc với tuyển thủ yêu thích hay không mà bên tổ chức đã đề phòng cả rồi. Bên hàng ghế tuyển thủ chuyên nghiệp có sẵn một lối đi riêng, không chen lấn với khán giả bình thường. Ngay vào lúc đèn sáng bừng, khán giả nhìn về phía hàng ghế tuyển thủ, người đi chỗ vắng. Biển người đông đúc chậm chậm di chuyển ra khỏi nhà thi đấu, mất hơn nửa tiếng, người người chen lấn đến chảy đầy mồ hôi. Ra ngoài rồi mới thấy thoải mái hơn nhiều, dưới ánh đèn có thể nhìn thấy thằng nào thằng đấy thở hồng hộc khắp nơi có nhiều người bản xứ có kinh nghiệm xem trực tiếp phong phú mới mò ra đá nhảy tiếp đến ven đường không hề ngừng nghỉ nhiều tài xế taxi có đầu óc kinh doanh đã sớm thủ sẵn nhưng cung vẫn không đủ cầu bên đường nháo nhào không thôi cả đám cũng không vì là đồng môn vinh quang mà yêu thương tương trợ dành xe hết sức kịch liệt ba người cũng không lạ gì trường hợp này diệp tu thì miễn bàn còn trần quả và đường nhu tiệm nét ngay đối diện ra thế Thời điểm ra thế làm sân nhà cũng kết thúc y chang thế, ai trong hai người chưa thấy qua chứ? Có điều, đây là lần đầu cả ba tự mình trải nghiệm, trải qua màn hành xác nhau thêm nửa tiếng, rốt cuộc cũng bắt được taxi. Quay về khách sạn, cả ba vừa đói vừa mệt, họ đều ăn tối trên máy bay, tới thành phố S thì đến thẳng khách sạn, chưa kịp nghỉ ngơi lại chạy đi coi thi đấu. Hối hả suốt một đường, cả đồ ăn vặt khi xem thi đấu cũng không chuẩn bị. Mà khi tập trung theo dõi xếp hàng ra về và tập trung chờ xe thì không thấy gì, xong xuôi cả rồi mới thấy bụng đói cồn cào, ngay lập tức đi về phía nhà hàng. Sau khi chọn đại mấy món, ánh mắt cả ba cùng dán vào màn hình lớn đang phát tin tức. Ngành esport hiện nay rất phát triển, liên minh vinh quang lại nổi trội trong số đó. Thêm lượng người chơi vinh quang đông đúc nên tính phổ biến rất rộng. Sự kiện trọng đại dĩ nhiên là tin thành phố S tổ chức ngôi sao cuối tuần cho vinh quang kỳ này. Bây giờ trên màn hình đang phát sóng ngày đầu của ngôi sao cuối tuần, màn tân binh khiêu chiến rầm rộ. Tiết mục mở màn rồi từng trận khiêu chiến. Mọi người mới xem trực tiếp xong, giờ xem lại những pha đặc tuyển trên TV, cảm giác không hề giống trước. Trần Quả vẫn hưng phấn như cũ, mỗi khi đến chỗ đặc sắc sẽ kêu cả hai mau nhìn. Mà cảnh im ri duy nhất chính là khoảnh khắc Hàn Văn Thanh đánh bại tôn tường. Đây vốn là cảnh sôi trào nhất đêm nay, riêng với Trần Quả thì chẳng vui vẻ gì những pha đặc tuyển kết thúc, TV lại phát sóng buổi họp báo sau những hoạt động của ngày đầu. Là bên tổ chức, luân hồi có buồn bực cũng không thể huỵch vẹt ra. Trong buổi họp báo cũng khen lấy khen để sự thành công của kỹ thuật 3D, sự phấn khích của những trận tân binh khiêu chiến. Tiếp đấy là một vài ngôi sao tuyển thủ được mời, cả lũ đều khuyến khích và khen ngợi hoạt động của hôm nay chẳng khác gì bên tổ chức. Mà sự kiện già trẻ giành giật siêu rõ ràng trong màn tân binh khiêu chiến hôm nay tất nhiên bị hỏi tới tấp hiển nhiên liên minh đã có chuẩn bị trước chỉ định nhân vật tham gia họp báo đều là những kẻ có tiếng trong việc nhây với truyền thông đối mặt những vấn đề sắc bén đấy câu nào câu nấy cũng cười ha ha nhấn mạnh thái độ của tuyển thủ chuyên nghiệp tỏ vẻ già trẻ tranh giành là có trí tiến thủ thể hiện sự phát triển bền vững của liên minh chắc chắn không thể moi móc được gì từ lũ tuyển thủ chém gió cho sau này đám phóng viên đang chờ vì họ biết một số tuyển thủ tham gia tân binh khiêu chiến buộc phải nhận phỏng vấn theo quy định Cuối cùng, bốn tuyển thủ thuộc hai thế hệ từng tham gia tân binh khiêu chiến xuất hiện trong họp báo. Phía tân binh có đới nghiên kỳ của trận đầu và cậu chàng tân binh thứ sáu của Luân Hồi. Mà lão tuyển thủ xuất hiện lại là Vương Kiệt Hy và Chu Trạch Khải. Phóng, viên ngó sơ, giảo hoạt vãi lệ, nhân vật chính mà họ muốn thấy không hề xuất hiện. Đới nghiên kỳ và hai đứa Luân Hồi kia có gì để hỏi chứ? Đứa duy nhất có giá trị tin tức, chỉ còn mỗi Vương Kiệt Hy đám phóng viên nhanh chóng bu lại hỏi vương kiệt hy tù tìm mấy vấn đề đương nhiên tập trung vào trận anh bại dưới tay cao anh kiệt vương kiệt hy là người từng trải nhiều năm huống chi trận ấy còn do chính tay anh sắp xếp chuyện trước mắt cũng nằm trong tính toán của anh anh còn chủ động yêu cầu tham dự họp báo sao anh có thể luống cuống cơ chứ đối mặt với câu hỏi của phóng viên vương kiệt hy từ tốn trả lời từng câu một tuy không nhận được câu phát ngôn xúc óc nào như mong đợi nhưng chuyện vương kiệt hy nghiêm túc trả lời khiến đám phóng viên rất thoải mái họ sống cũng không dễ dàng lúc đụng phải những kẻ nổi tiếng vì câu hỏi khó ăn của mình mà không biết phải chịu bao nhiêu khinh thường cả lũ không thiếu vấn đề để hỏi vương kiệt hy thậm chí có phải cố ý nhường không cũng được ai đó đánh tùm bậy tùm bạ chúng tùm lum tùm la hỏi ra vương kiệt hy vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu một so ra bọn chu trạch khải bị bơ một bên chỉ vài ký giả không chen nổi đến chỗ Vương Kiệt Hy mới đành quay sang hỏi họ. Cảnh này đã trở nên quen mắt trong các cuộc phỏng vấn, ngay cả tân binh cũng chẳng ừ hừ gì. Trên thực tế, đa số không thích nhận phỏng vấn ngay sau trận đấu, họ thậm chí mừng rỡ khi bị phớt lờ thế này. Ví dụ như Chu Trạch Khải, tuyển thủ nổi nhất trong vinh quang hiện nay, bị bơ mà trông hớn hở vô cùng. Có điều, Chu Trạch Khải vẫn thu hút sự chú ý hơn hai em tân binh bên cạnh. Trong một số vấn đề, quan điểm của đại thần luôn hấp dẫn hơn đám ma mới. Những anh không chen nổi đến chỗ Vương Kiệt Hy, phần lớn đều chạy sang chỗ Chu Trạch Khải. Bản thân là tuyển thủ tân thế hệ đáng giá nhất của năm, sự nhiệt huyết quá mức của đám tân binh trong màn khiêu chiến lần này có khiến anh cảm thấy bất kính với đám lao tướng không? Có phóng viên hỏi, im lặng, một trận im lặng kéo dài hơn 10 giây, Chu Trạch Khải trông như đang suy tư, sau hồi lâu mới ngừng đầu lên, nghiêm túc đáp, có à, sau đó thì không có sau đó nữa. Nói xong hai chữ đấy, Chu Trạch Khải lại nghiêm túc nhìn đám phóng viên, mặt như đang bảo tụi bây có thể next. Các phóng viên im thiên thít, họ sớm biết mà, phỏng vấn Chu Trạch Khải là một chuyện siêu khó. Cậu chàng được xem là người đẹp trai nhất từ trước đến nay của Vinh Quang này, nhận quảng cáo thì làm ngon lành, lúc nói chuyện lại kín bưng kín bíp. Nhất là những khi đối mặt với giới truyền thông, hỏi lắm vào, có khi chỉ nhận được câu trả lời như, ừ, à, a, à, không tệ, giống như câu, có à của hiện tại, không thể bảo cậu ta không trả lời phóng viên, thế nhưng, trả lời kiểu này viết thế đéo nào, ha 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 ha, Trần Quả đã vui vẻ xem tivi như cũ, chỉ vào màn hình nói, chị thích nhìn ẻm phỏng vấn lắm. Mà Đường Nhu đang quay đầu nhìn Chu Trạch Khải phỏng vấn, cũng phát hiện sự khác lạ của người này, cô kinh ngạc hỏi, câu vừa rồi của cậu ta là trả lời ư, ừ đó, Diệp Tu gật gù. Sao đám phóng viên chịu bỏ qua dễ thế, khó có được lần phỏng vấn Chu Trạch Khải mà không cần tranh đấu. Tất cả quyết tâm đạp tan cửa ải phỏng vấn khó khăn này. Đường hào đánh bại lâm kính ngôn, anh có cảm thấy cậu ta chính là tuyển thủ lưu manh đứng đầu liên minh không? Một câu hỏi rất trực tiếp, Chu Trạch khải lại ngẫm nghĩ hơn 10 giây, sau đấy mở miệng, mọi người rất xuất sắc. Mọi người, mọi người là chỉ ai? Ừm, suy nghĩ, mọi người đó. Mọi người, chẳng lẽ anh cảm thấy trình độ của mình chẳng hơn gì vô niệm sao? Vu Niệm là cậu tân binh đã cùng bung lụa với Chu Trạch Khải hôm nay. À, cậu ấy rất cố gắng, Chu Trạch Khải nói. Cố gắng không có nghĩa trình độ tốt đúng không? Có người hỏi, có cố gắng là tốt rồi, mất một hồi, Chu Trạch Khải mới trả lời. Đám phóng viên hòa khóc, Trần Quà đã cười đến đập bàn. Đường Nhu cũng phì cười không ngừng, hỏi Diệp Tu, tên kia là thế thật hay đang chơi đám phóng viên, tin anh đi, con người cậu ấy là thế đấy, Diệp Tu gật đầu mà rằng chương 314, chơi tiếp 10 năm cũng không chán, ha 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 ha, phải phải, tên nhóc này vẫn luôn như vậy, thú vị quá phải không? Nghe được câu đánh giá cực kỳ chắc chắn của Diệp Tu, Trần Quả cũng gật gù liên tục, còn thuận miệng kể cho Đường Nhu nghe vài câu chuyện về Chu Trạch Khải. Trên TV, phóng viên đã bị diệt sạch, hình ảnh lại chuyển về phía Vương Kiệt Hy. Cuộc phỏng vấn cũng gần đến hồi kết, Vương Kiệt Hy quả thực làm đến triệt để, cố hết sức nâng đẩy cao anh Kiệt xuyên suốt buổi phỏng vấn. Mà chữ được anh nhắc đến nhiều nhất chính là tương lai của Vi Thảo. Có lẽ khán giả sẽ không cảm nhận được lòng nhiệt tình của Vương Kiệt Hy, nhưng tuyển thủ chuyên nghiệp lại dễ dàng bị nó ảnh hưởng. Nhất là người hiểu rõ ý định của anh như Diệp Tu, trong lòng Diệp Tu, trận đấu giữa Vương Kiệt Hy và Cao Anh Kiệt mới là điểm sáng nhất trong tất cả các màn tân binh khiêu chiến hôm nay. Anh lặng lặng hy sinh vì chiến đội, vì hậu bối, còn những người khác thì sao? tân binh khiêu chiến tiền bối mà đám tiền bối cũng mạnh mẽ đánh trả dù có là trận tân binh khiêu chiến điển hình đầu tiên giữa sở vân tú và đới nghiên kỳ sự tôn kính và trở tre cũng ẩn hiện căn bệnh hình thức đấy so ra thì chuyện vương kiệt hy làm không cùng đẳng cấp với họ anh mới là người đáng được tôn trọng và tuyên dương nhất trong tân binh khiêu chiến thế nhưng thưa anh nhận được không phải những điều trên mà chỉ là một tên đại thần bị chính tân binh nhà mình đánh bại ăn đi sao không ăn tiếp diệp tu đang ngẩn người nhìn tv chợt bị trần quả đẩy một cái ừ diệp tu xoay người tiếp tục ăn trần quả lại nhìn tv rồi đưa ra chút ý kiến của mình về vương kiệt hy hắn cũng chỉ mỉm cười lắng nghe hắn sẽ không biện hộ thay vương kiệt hy vì đấy cũng không phải điều vương kiệt hy muốn cậu ta đã là một đội trưởng tốt nhất liên minh một tuyển thủ hoàn toàn đặt chiến đội lên hàng đầu ba người ăn xong buổi họp báo cũng phát sóng hết ba người không hề tiếc nuối gì mà mạnh ai nấy về phòng. Hôm nay khá vất vả, ăn no uống say, cả đám nhanh chóng đánh một giấc thật sâu. Trần Quả ngủ nghỉ tốt, hôm sau đúng giờ tỉnh dậy. Đầu còn chưa tỉnh hẳn đã nghe bên tai như có tiếng chuột và phím. Trần Quả lớn lên trong tiệm nét từ nhỏ, không hề xa lạ với âm thanh này. Giờ cô ở dãy phòng bên trong tiệm, nhờ cách âm tốt nên không bị làm phiền nữa. Nhưng vào mấy năm trước, đặc biệt là thừa bé, tiệm nét vẫn chỉ là một căn phòng nhỏ cô phải trải tạm một chiếc giường trong căn phòng có cả khách và máy trằn trọc mất ngủ bao đêm khi đó chỉ cần vừa tỉnh giấc âm thanh đầu tiên nghe được sẽ là những tiếng lạch cạnh đấy còn bố cô sẽ ngồi bên giường cố gắng xua tay như muốn xua tan những tối tăm mịt mù nơi tiệm nét cách thật xa trần quả dẫu biết không tác dụng được bao nhưng ông vẫn luôn kiên trì làm thế mới tỉnh giấc đã nghe tiếng chuột và phím bên tai trần quả cảm giác như trở về thời thơ ấu như còn đang chìm trong giấc mộng có điều cô nhanh chóng tỉnh táo lại đây đúng là phòng khách sạn cô chắc chắn đang ở trên giường ôm mền xoay đầu kết quả nhìn thấy đường nhu cùng phòng đã thức dậy đang cúi đầu vào chiếc máy vi tính của khách sạn tiếng lạch cạch phát ra từ đấy không cần phải nói nữa con bé mới sáng sớm đã chơi vinh quang rồi em chịu khó thật đấy trần quả bó tay bảo à chị dậy rồi à đường nhu ngoảnh đầu lại ừ em dậy lúc nào thế trần quả vừa rời giường vừa hỏi vừa mới đây đường nhu đáp trần quả dí sát vào cô cứ nghĩ có gì mới lạ nên đường nhu mới tập trung thế ai rẻ đến gần nhìn thử đường nhu chỉ đang luyện cấp là trò cầy cú đánh quái tầm thường và tẻ nhạt nhất chịu khó thật trần quả thì thầm câu đã nói ban nãy đường nhu cười cười mau chóng tăng cấp cô thật sự đang nghĩ như thế mau tăng cấp rồi đến thần chi lĩnh vực chơi cùng trần quả đây là suy nghĩ ban đầu của cô còn bây giờ cô lại vì màn tân binh khiêu chiến hôm qua mà suy nghĩ kỹ hơn dù chỉ là tân binh có trình độ thấp nhất trong giới chuyên nghiệp nhưng ở trong mắt người chơi thường lại là những nhân vật có sức mạnh siêu việt đến nay đường nhu chưa từng sâu lâu thắng đám đội viên vi thảo dẫu bản thân cô có chút thiên phú khoảng cách vẫn cách giới chuyên nghiệp quá xa hơn nữa màn tân binh khiêu chiến lần này lại bớt đi những trận đánh lễ phép sơ xài Tân binh ra trận đều là những kẻ có trình độ rất cao như Cao Anh Kiệt, Đường Hạo và Tôn Tường, không phải trình độ bét nhất như đám tân binh thường. Trận đấu đặc sắc mà họ đấu với các bậc tiền bối đại thần quả thực làm lòng người sôi sục. Chính không khí nơi đây, kèm theo kỹ thuật hình ảnh 3D thúc đẩy bầu không khí. Đường Nhu đã bị đánh động đôi chút, lòng cô bắt đầu nhắm về hình thức e-sport cao cấp này. Cô cảm thấy những thứ mình thường làm trong game không cùng đẳng cấp với những chuyện trên đêm qua khi nằm trên giường cô thậm chí nghĩ về lời đề nghị mà hội trưởng chiến đội vi thảo từng nói với cô hiện tại cô đã đoán được thân phận của anh ta đội trưởng của chiến đội vi thảo vương kiệt hy ngày hôm qua sau khi xem phỏng vấn đường nhu nhớ kỹ cái tên ấy cũng nhớ kỹ người này liên minh chuyên nghiệp ư nhớ lại chuyện vương kiệt hy mời mình trong lòng đường nhu có sự kích động khi nhắc đến bốn chữ đấy cô chợt thấy bản thân mình bị hấp dẫn bởi một ma lực kỳ lạ, nhưng sau cùng cô cũng hiểu rõ vị trí của mình. Vương Kiệt Hy có thể solo thắng mình trong 30 giây. Nếu bây giờ cô bước vào giới chuyên nghiệp ngay thì, chợt đường nhu nhớ lại hồi cô bại liên tục dưới tay Diệp Tu, thua đến mất bình tĩnh và chẳng thể xoay sở. Còn kém xa lắm, đường nhu biết rất rõ, người mạnh có khắp nơi trong giới chuyên nghiệp. Cậu thiếu niên đã đánh bại Vương Kiệt Hy, tên cùng nghề với bánh bao lên sân khấu lúc sau, nhất Diệp Chi Thu mà Trần Quả rất thích còn cả đối thủ đã đánh bại cậu ta, mình có khả năng sống qua 30 giây trong tay họ ư, muốn tiến lên, muốn nâng cao, muốn thăng cấp, đường như đột nhiên có niềm thôi thúc, có động lực và phương hướng. Trở nên lợi hại để đánh bại Diệp Tu, đây là động lực đã kích thích cô gia nhập vinh quang lúc đầu. Nhưng hiện tại, cô lại có nhiều động lực hơn, bởi vì cô có thêm nhiều đối thủ để đánh bại. Tiến vào giới chuyên nghiệp, đánh bại từng đối thủ dưới chiến mâu của mình. Tối nay, Đường Nhu ôm theo giấc mộng điên cuồng ấy mà chìm vào giấc ngủ. Đến khi thức dậy, tất cả không chỉ là mưa, mà nó như một mộng tường quấn lấy cô. mãnh liệt và đầy kích thích, thôi thúc Đường Nhu phải lập tức thức dậy vào vinh quang. Cô bảo Trần Quả, vừa mới đây, đó chỉ là cảm giác của cô mà thôi. Cô chơi vinh quang đã chừng ba tiếng rồi. Trần Quả rửa mặt đi ra, nhìn thấy Đường Nhu vẫn chuyên chú chơi game, vội gọi cô nàng, này này, khoan chơi đã, em rửa mặt đánh răng chưa hả? mau làm rồi đi ăn sáng nào ừ làm ngay đây đường nhu đáp không hề cử động là một người chơi lão làng trần quả tiến lên nhìn thoáng qua tức khắc đoán được đường nhu quả thận phải mất thêm thời gian cô đành nói nhanh lên đó rồi ra khỏi phòng gõ cửa phòng đối diện ai đấy diệp tu ở trong hỏi còn ngủ à dậy đi trần quả gọi kết quả cửa nhanh chóng mở ra diệp tu ăn mặc chỉnh tề đứng bên trong thức sớm thế trần quả ngạc nhiên Diệp Tu cười hề hề, bước về phòng. Trần Quả theo sau vào, vừa thấy đã muốn té xỉu, thằng bên này cũng đang chơi vinh quang, hai cái đứa này ra ngoài chơi mà vẫn y như cũ. Tiền phòng mỗi ngày 1.500 đấy, tụi bây coi là đây là tiệm nét à. Sang chảnh quá rồi, hai đứa đừng chơi nữa, ăn sáng, Trần Quả nói. Hai đứa, Diệp Tu chú ý cách dùng từ của cô. Tiểu đường bị chú mày dạy hư rồi, Trần Quả hết nói lý được, đành quở trách Diệp Tu em ấy có tương lai đó diệp tu cười à trần quả bỗng có hứng thú thế cậu thấy em ấy có thể đạt tới trình độ nào chỉ cần em ấy không mất đi nhiệt tình tiến vào giới chuyên nghiệp chỉ là chuyện nhỏ song cụ thể đạt tới trình độ nào còn phải xem sự cố gắng của em ấy diệp tu nói cố gắng bảo cố gắng với tiểu đường đó hả trần quả cười nếu có hứng thú em ấy quả thực rất cố gắng nhưng lỡ một ngày em ấy mất hứng thú với trò chơi thì sao Diệp Tu nói, Trần Quả giật mình, lập tức nhảy dựng lên mắng, nên chị mới bảo chúng mày kiềm chế chơi game lại chút. Ngày nào cũng chơi mãi, chẳng phải sẽ mau chán ư. Có hiểu giữ cảm giác mới lạ không hả, tôi không cần đâu, Diệp Tu mỉm cười, có chơi tiếp 10 năm cũng không chán. Trần Quả ngơ ngác, dòng điệu của Diệp Tu nghe rất tùy tiện, lại hiển lộ sự tự tin và kiên quyết không thể nghi ngờ. Chơi tiếp 10 năm sao? Trần Quả tự nhận mình cũng thích vinh quang lắm. Nhưng chơi suốt 5 năm, cô buộc phải thừa nhận nhiệt tình không thể sánh bằng năm đó. Giờ cô có thể dễ dàng khống chế thời gian chơi game của mình, ngoại trừ tự chủ cao, còn vì nhiệt tình đã vơi bớt. Chơi tiếp 10 năm cũng không chán, trần quả cũng có thể khoác loác được vậy, nhưng tự tin và kiên quyết như Diệp Tu, cô chỉ dám bảo mình có thể ăn cơm tiếp 10 năm, Diệp Tu lại chẳng hề để ý mà quay đầu đi, tiếp tục trò chơi của mình. Ăn sáng, trần quả bỗng nhảy sang đề tài khác, ừ ừ, xong ngay đây. Diệp Tu chăm chú thao tác. Ừ, nói xong, Trần Quả quay về phòng mình. Đường Nhu đã ngừng chơi game, hiện đang rửa mặt trong phòng vệ sinh. "Tiểu Đường à," Trần Quả đứng bên cửa gọi. hởm, Đường Nhu ngậm bàn chải quay đầu nhìn cô. "Nếu vẫn chơi vinh quang như thế, em có thể chơi được mấy năm?" Trần Quả hỏi. "Mấy năm à?" Đang đánh răng, Đường Nhu nghe xong cũng chợt ngẩn người. "Em không biết nữa, sau hồi lâu, Đường Nhu quay đầu đáp, Đáp án ấy chính là câu trả lời chân thật nhất của cô. Chương 315, hoạt động ngày thứ hai, em thấy vinh quang thú vị không? Trần Quả vô cùng nghiêm túc hỏi, cũng không tệ lắm, Đường Nhu đáp, có cảm thấy càng chơi càng hay không? Trần Quả hỏi tiếp, ừm, có chứ, Đường Nhu nói. Trần Quả cười, có thể tiến từng bước coi như tốt lắm rồi, hứng thú có thể từ từ bồi đắp mà. Sau khi hai người thu dọn đồ đạc xong, cả ba cùng xuống khách sạn ăn sáng. Trên bàn, Trần Quả cầm cuốn sách du lịch thành phố S được khách sạn phát miễn phí, lật xem liên tục, xem thử có gì thú vị không. Diệp Tu và Đường Nhu nhìn nhau, đúng lúc bị Trần Quả liếc thấy, cô không ngẩng đầu mà nói tiếp, hai đứa đừng hỏng du rú trong phòng chơi game, chúng ta đi công tác nên có công chuyện phải làm. Công chuyện, Diệp Tu và Đường Nhu vãi cả mồ hôi, rồi nghe thấy Trần Quả ngồi đấy bảo, phố đi bộ dọc đường Nam Tuyền là khu phố ăn uống và mua sắm lớn nhất thành phố S, chỗ này tuyệt đấy mấy đứa coi thử xem trần quả đẩy sách du lịch đến trước mặt hai người diệp tu nhận lấy vừa thấy vừa gật như giá tỏi sau đó đưa ra đề nghị chị chủ à tụi mình có nên tìm mấy tiệm nét lớn đến cảm nhận thử tình hình hoạt động và cách phục vụ của họ không ý kiến hay đường nhu liên tục gật đầu không cần đâu chị lớn lên trong tiệm nét từ nhỏ đứa nào có kinh nghiệm kinh doanh tiệm nét phong phú hơn chị chứ trần quả khinh thường phủ quyết đề nghị của diệp tu vừa dứt lời cả ba bó tay phì cười. Đi công tác tất nhiên là chém bậy, khảo sát tiệm nét cũng là theo đà mà chém. Ai cũng hiểu rõ suy nghĩ của nhau. Được rồi, đùa mấy đứa thôi. Trần Quả Huỳnh tuẹt ra trước, hai đứa muốn làm gì thì làm. Chị chọn vài chỗ đi thăm thú thử, không thể chỉ đến đây không được. Trần Quả dứt lời lại vừa uống sữa vừa lật sách du lịch. Ừ thì, Diệp Tu và Đường Nhu suy nghĩ, xếp Tổng Trần là người bỏ tiền bao ăn bao uống bao cả tiền vé, dẫn hai người ra ngoài chơi nếu hai người chỉ cắm đầu vào vinh quang quả thực chẳng có tình nghĩa gì lúc này cả hai cùng đập bàn bất cứ giá nào cũng phải ngừng vinh quang đi nát cái thành phố s này một lần thế à vậy mau đến xem thử tụi mình nên đi đâu đây trần quả cũng không khách sáo chi nhanh chóng đẩy sách du lịch cho cả hai cùng xem diệp tu tất nhiên không phải thằng thích mua sắm và du lịch bu vào chỉ biết gật gù ok trần quả và đường nhu thầm thì hồi lâu đến cuối cùng chính hắn cũng chả biết nơi được chọn, tóm lại cứ theo sau là được. Kết quả chuyến đi dạo hôm đấy quả thực rất đặc sắc. Hai cô em xinh tươi đi đến đâu thu hút ánh nhìn đến đó. Cùng được người người chú ý còn có một tên chây lười, chân như lết trên đất, đang bám. Đuôi hai em mỹ nữ kia, Trần Quả và Đường Nhu quá quen thuộc với dáng vẻ biếng nhác của Diệp Tu, không mấy để ý, chỉ thẳng tiến theo hành trình đã vạch sẵn. Ai ngờ năm nơi được chọn ban đầu, mới đi hai nơi đã hết sạch thời gian. Hai cô gái đốt khoảng hai tiếng vào một cửa tiệm quần áo đầy đủ mẫu mã mới trên thị trường. Có điều, Diệp Tu lại rất ưng hai tiếng này, trên hàng ghế nghỉ ngơi mà tiệm cung cấp ngồi giặt một lũ đực rửa. Ai nấy nhìn nhau cười thấu hiểu, có vài anh lôi kéo người bên cạnh tám nhảm, sau cùng thành phố đang tổ chức ngôi sao cuối tuần của game Vinh Quang lập tức trở thành đề tài chính, dần dần lan rộng ra. Fan Vinh Quang ở đây không ít, cả lũ thảo luận kịch liệt, hứng chí giạt rào. Bạn gái dạo xong quay về tìm, kết quả đám đàn ông lại lưu luyến không rời. Em dạo thêm chút đi, đằng đó em coi chưa, thằng bị gọi đi thường sẽ kháng cự như vậy, dạo hết một ngày, hai mỹ nữ mua không ít bao lớn bao nhỏ. Trần Quả chịu chơi nhất, mua hẳn kính viễn vọng có bội số lớn để tiện quan sát hoạt động ngôi sao tụ hội đêm nay. Hai mỹ nữ định bụng đi năm chỗ, mới đi được hai chỗ nên còn chưa hết hứng nhưng lại không thể bỏ lỡ ngôi sao tụ hội đành cắn răng chịu đựng bắt xe về khách sạn ném đồ xong lập tức phóng thẳng đến nhà thi đấu của câu lạc bộ luân hồi ngày thứ hai của ngôi sao cuối tuần mọi người được phát sổ nhỏ giới thiệu về các hoạt động đơn hôm nay trước giờ những trận đấu ngày thứ hai chủ yếu chỉ mang tính biểu diễn tính đối chiến không nhiều hoạt động của hôm nay thường là một vài trò chơi nhỏ được thiết kế theo nội dung trong game ví dụ như thi chạy leo cao bắn súng hay vượt chướng ngại những hạng mục thi đấu bình thường chuyển sang trò chơi lại thú vị hơn hẳn điều cốt yếu nhất là hai bên tuyển thủ không chỉ có thể tấn công nhau mà giết nhau luôn cũng được có điều tất cả phải chú ý người tham gia không chỉ có một nếu hai bên quẩn nhau quá hăng thì rất dễ tạo cơ hội ngư ông đắc lợi cho kẻ khác các hoạt động trên đã tồn tại từ lâu nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả vậy nên vẫn được giữ đến nay có nhiều người còn thích bày trò giải trí trong game dựa theo những quy tắc ấy mà ngày thứ hai cũng là ngày tương tác với khán giả nhiều nhất. Trong những trận đấu thú vị này, mỗi trận sẽ chọn vài khán giả ngẫu nhiên lên thi đấu với những tuyển thủ được định trước. Thông báo sơ lược những trò chơi được tổ chức hôm nay bằng hình ảnh 3D xong, tiết mục đầu tiên chính thức tiến hành, chạy vượt chướng ngại vật. Hình ảnh 3D chớp lóe trong nhà thi đấu, một đường băng nhựa chợt xuất hiện trên sân đấu. Tám đường băng đánh số từ 1 đến 8 trông như thật. MC phụ trách dẫn chương trình chuẩn bị cho chọn số chỗ ngồi của khán giả đều có số, các tuyển thủ ngôi sao sẽ chọn khán giả lên sân khấu tham gia thi đấu cùng mình bằng nhiều cách ngẫu nhiên. Trận đầu, tuyển thủ chọn số chính là át chủ bài của ban tổ chức Luân hồi Chu Trạch Khải. Trạch Khải, anh định dùng cách nào để chọn ra bốn bạn khán giả? Em hỏi Chu Trạch Khải đang bước lên sân khấu. À, chọn ngẫu nhiên, Chu Trạch Khải ngẫm nghĩ rồi nói. Chúng ta có thể chọn ngẫu nhiên bằng máy tính, có thể gọi bừa một số hoặc anh có thể cầm đồ ném cho khán giả, chúng ai thì là người đó, anh cũng có thể đưa ra ý kiến khác. Sao, liệu anh có cách nào mới lạ hơn không? MC liệt kê ra. Ừ, chọn cách kia đi. Chu Trạch Khải nói, hờ, chọn ngẫu nhiên, Chu Trạch Khải nói. Chọn ngẫu nhiên, ý anh là để máy tính chọn ngẫu nhiên ư? Đúng vậy. Thế thì, chúng ta dùng cách này chọn một khán giả lên trước đã. Trên màn hình lớn, số sẽ dừng quay khi anh bảo ngừng mc dứt lời số trên màn hình vừa bắt đầu quay chu trạch khải đã lập tức hô ngừng hiển nhiên đến cả nhân viên điều khiển màn hình cũng trở nên trần trừ chu trạch khải hô ngừng còn cố quay thêm hai cái mc mồ hôi con mồ hôi mẹ rủ nhau rơi mới bắt đầu đã hô ngừng rồi thôi cũng được đi chúng ta hãy cùng xem thử bạn khán giả này nào à bạn ấy lên rồi kìa màn hình vừa hiện số chẳng cần mc thông báo khán giả được chọn đã hăng hái lao lên nào bàn khán giả tiếp theo trạch khải có muốn đổi cách khác không mc hỏi tay của chu trạch khải tự nhiên dơ cao lúc chưa đứa nào kịp thấy cậu ta muốn làm động tác gì thì tay đã hạ xuống đáp à cứ quay tiếp đi quay tiếp ý anh là để màn hình quay tiếp anh vẫn chọn cách này ư chu trạch khải gật đầu đành để màn hình quay tiếp vậy nhưng lần này anh có thể ngừng có thể để nó quay thêm một lát không mc lý nhí nói xong nửa câu sau chu trạch khải ở bên đá vội vàng kêu ngừng một số ghế lại ngừng trên màn hình không đợi mc tuyên bố khán giả ở số ghế trên cũng đứng dậy lên sân khấu được rồi còn hai bạn trạch khải có muốn đổi cách khác không mc chẳng thèm đọc nữa tiếp tục luôn không cần được rồi vậy lần này chờ thêm chút hãy hô ngừng há mc hỏi được chu trạch khải gật gật đầu màn hình lớn quay số đi nào sau khi mc tuyên bố Màn hình lớn lại quay, MC vì hai lần ngừng, đột ngột của Chu Trạch Khải mà vẫn chưa thể đọc được số đúng thời điểm, giờ gã quyết tâm nắm chặt cơ hội này. Màn hình quay đều quay đều, MC sẵn sàng gào số bất cứ lúc nào, gã chờ mòn chờ mỏi, chờ đến nổi ánh mắt quay tròn theo màn hình. Gã kinh ngạc nhìn Chu Trạch Khải, "Chu?" Trạch Khải lại chăm chú dòm màn hình, nghiêm túc chờ thêm chút mới hô ngừng. "Trạch Khải, ngừng." Móa mày em thầm mắng trong lòng, lần, ngừng, này lại khiến gá trở tay không kịp. May mà lần này khán giả nể tình, không bạo đến mức vừa thấy số mình đã nhào lên. Cuối cùng, MC đọc số ghế thêm lần nữa mới gọi được người lên. Còn một bạn khán giả cuối cùng, nên đổi cách khác thôi nhỉ, trạch khải. Anh cứ gọi bừa một số, nghĩ ra số mấy thì cứ nói, chúng ta sẽ chọn người đó lên. MC cũng không dễ dàng, gã chỉ hy vọng sân khấu sẽ đa dạng hơn, đừng cứ diễn mãi một màn thế này. Ừ, vậy anh muốn gọi số mấy? 17, Chu Trạch Khải nói. 17. Ồ, 17, có thể hỏi vì sao anh lại nghĩ ngay đến số 17 không? MC hỏi, à, Chu Trạch Khải, à, xong lại không nói tiếp, chỉ dõi mắt về phía MC. MC ngơ ngác một hồi, bỗng dưng nhớ ra chuyện gì, cúi đầu nhìn thử. Đạo diễn cũng nhanh chóng phát hiện tình huống bấy giờ, nhanh chóng cắt hẳn một khung ảnh, lia thẳng vào người MC. Chiếc áo thun mà MC mặc bên trong có in một con số, 17, trên ngực trái. Khán giả có mặt cười ầm ý, MC cũng không hề xấu hổ, nếu phải hy sinh thân mình để hoạt náo không khí, gã sẵn lòng. Có điều, hai số, 17, không đủ để xác định khán giả. Chỗ ngồi của sân nhà luân hồi được phân khu, chia dãy rồi mới đánh số. MC lại dẫn dắt một hồi, cuối cùng cũng khiến Chu Trạch khải dặn ra một số ghế đầy đủ. Tống Tiến Chu Trạch Khải xuống đài, MC lau mồ hôi đầy ót. Đuối vờ lờ, không hổ là người khó phỏng vấn nhất liên minh. chương 316, cuộc thi chạy vượt rào mờ khốn khổ thông báo số ghế cuối cũng là lúc cả khán phóng rào rào tiếng thở dài thất vọng. Ai mà chả muốn được lên tham gia hoạt động chứ, nhưng tiếc là rất ít người có được cơ may đó. Trong tiếng thở dài thất vọng có cả Trần Quả. Mỗi lần máy chọn ngẫu nhiên di chuyển là mỗi lần Trần Quả lại trận tròn mắt nhìn theo, khi Chu Trạch Khải thông báo số cuối cùng, tay cô còn dòng cả lên. Khán đài hơn 10.000 người mà chỉ chọn có 4, tỷ lệ không, không 4%, không được chọn, trần quả cũng tiếc lắm. Chẳng qua đó cũng như chúng sổ số ấy, hụt cũng không quá nản. Trần quả tiếc xong lại cầm ống nhòm cô mới tẩu được lên nhòm. Ô ô, đột nhiên cô kêu lên. Sao thế, Diệp Tu và Đường Nhu khó hiểu nhìn sang. Tô Mộc Tranh cũng cầm theo ống nhòm kìa. Trần Quả phấn kích khi thấy thần tượng cũng suy nghĩ giống mình. Thật không? Đưa xe nào? Diệp Tu hỏi. Đây nhìn đi, Trần Quả đưa ống nhóm cho Diệp Tu, bên kia kìa. Diệp Tu cầm ống nhòm, lia về phía hàng ghế tuyển thủ thì thấy Tô Mộc Tranh ngay. Quả nhiên cô nàng đang cầm ống nhòm không ngừng giáo giác tìm kiếm chung quanh. Đúng không đúng không? Trần Quả díu díp bên tai Diệp Tu. Diệp Tu cũng thấy bên kia Tô Mộc Tranh đang dòm tới dòm lui, đến khi nhìn sang phía này thì dừng lại. Khoảng cách có hơi xa, nhưng cũng coi như bốn mắt nhìn nhau. Diệp Tu còn đang giận mình, Trần Quả đã muốn đòi lại ống nhòm. Diệp Tu trả cho cô, Trần Quả cầm lên nhìn, lần này thì hét tướng lên, quá, ống nhòm trong tay cô buông thõng, người ngây ra như phỗng, có phải cô ấy đang nhìn bên này không, chắc thế. Diệp Tu nói, Trần Quả vội dơ ống nhóm lên nhìn lần nữa, díu ra díu dít, trời ơi, cô ấy đang vẫy tay về phía này nè, chào ai vậy ta nói rồi trần quả nhồm hẳn dậy nhìn quanh nhưng không thấy ai ngồi dãy mình vẫy tay về phía đó cả nhìn quanh một lượt không thấy ai trần quả lại ngồi xuống cầm ống nhòm lên soi tô mộc tranh đá không nhìn nữa trên sân đấu đã có bốn tuyển thủ chuyên nghiệp tham gia hoạt động đi lên chu trạch khải là một trong số đó hoạt động gồm có ba tuyển thủ chuyên nghiệp tự nguyện người còn lại thường sẽ được chọn từ những tuyển thủ có đẳng cấp trong ngôi sao tụ hội để nâng cao kịch tính cho trận đấu những ngôi sao được chọn đương nhiên là những tuyển thủ vượt trội hơn những tuyển thủ khác. Có tuyển thủ như thế cũng giống như những minh tinh màn bạc đảm bảo doanh thu phòng vé vậy. Mà vị tuyển thủ ngôi sao này phải chọn bốn khán giả may mắn nhất, sau đó cùng nhau tham gia hoạt động. Đầu tiên là cuộc thi chạy vượt chướng ngại vật, tuyển thủ ngôi sao đương nhiên là Chu Trạch Khải. Lúc này, cậu ta đang đứng cạnh ba tuyển thủ chuyên nghiệp và bốn. Người chơi thường trên sân khấu, vừa nhìn đã thấy khang khác những người còn lại dường như sự tồn tại của cậu ta nổi bật trong nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp và người chơi thường trông cậu ta có hơi bất an không rõ hẳn như những người chơi thường nhưng lại không được bình tĩnh bằng ba tuyển thủ chuyên nghiệp kia mc đang phỏng vấn tám người bốn bạn khách giả may mắn được hỏi tên id và nghề nghiệp trong vinh quang sau đó là nêu cảm tưởng hai trong số bốn người đều tỏ rõ mình rất xúc động một người chỉ mỉm cười không nói gì và cô gái cuối cùng thì sáng ngời nhìn chu trạch khải Chẳng qua làm cô khá thất vọng là Chu Trạch Khải chẳng hề liếc nhìn cô tẹo nào, từ nãy giờ vẫn cắm đầu nhìn mũi chân. Phỏng vấn người chơi xong thì đến lượt các tuyển thủ chuyên nghiệp, hỏi đáp đều khá thuần thục. Cuối cùng đến Chu Trạch Khải, lòng bàn tay MC đã đổ mồ hôi hột. Trạch Khải, MC hồi hộp gọi. Chu Trạch Khải ngẩng đầu nhìn gã. Sao thế? Cậu có tự tin giành quán quân không? MC hỏi. À, Chu Trạch Khải trần trừ một lúc. Vậy vậy, rồi mới trả lời. Cố lên, MC cũng không đi xoắn suýt, vậy vậy, là sao? Chỉ mau chóng kết thúc cuộc phỏng vấn đại thần rồi tuyên bố tiết mục đầu tiên, cuộc thi chạy vượt rào, bắt đầu. Trận đấu chỉ mang tính chất giải trí nên không đặt nặng vấn đề công bằng. Các tuyển thủ chuyên nghiệp đều dùng chính thẻ tài khoản của mình, người chơi cũng được đề nghị nên dùng thẻ của mình, trừ khi không mang thì chương trình sẽ cung cấp. Sau khi tuyên truyền hoạt động đã có nhắc nhở, tốt nhất người chơi nên mang theo thẻ của mình vì sẽ có cơ hội được lên chơi cùng tuyển thủ chuyên nghiệp, thế nên bốn người lúc này đều dùng chính thẻ tài khoản của mình để log in. Tám người ngồi vào bục đấu, rất nhanh, tám nhân vật đã xuất hiện trên đường chạy. Nhân vật nổi bật nhất không ai khác chính là súng vương nhất súng xuyên mây của Chu Trạch Khải. Chiếc áo choàng xám lạnh, mũ phớt đen trên đầu, hệt như chính chủ Chu Trạch Khải, cúi đầu, lặng thinh đứng ở đường chạy số 1. Cạnh cậu ta là một khán giả may mắn của hôm nay, bảy nhân vật được xếp so le nhau, bốn nhân vật ở giữa đều đang quay đầu về phía đường chạy số 1, hiển nhiên là bốn người chơi thường đang ngoái góc nhìn để chiêm ngưỡng súng vương. Ba tuyển thủ chuyên nghiệp kia cũng là sự tồn tại xa vời với đám người thường, nhưng lên cùng sàn với đại thần thì cả đám lập tức bị lu mờ. Mọi người, chuẩn bị, âm thanh hùng hồn như vang vọng khắp khán đài, đoàn, tiếng súng lệnh vang lên, đoàn 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 đoàn, ngay sau tiếng báo hiệu là một chàng súng liên thanh bùng nổ người xem sững sờ, cứ tưởng tiếng súng chợt dở. Quẻ re nhưng khi nhìn lại thì chỉ thấy nhất súng xuyên mây của Chu Trạch Khải đã bay ngược về trước. Chuối súng không phải tiếng báo hiệu, mà từ món vũ khí bạc trong tay Chu Trạch Khải, cây súng lục hoang hỏa đang phát ra từng chùm tia lửa. Và không còn nghi ngờ gì nữa, Chu Trạch Khải đang sử dụng kỹ năng phi súng. Phi súng cần bắn với tiết tấu nhanh, một pháo của phi pháo có thể đẩy nhân vật đi rất xa, song phi súng lại cần bắn liên tiếp mới có thể duy trì độ cao cho nhân vật bàn về độ khó thì phi súng cao hơn phi pháo nhiều nhưng với chu trạch khải đại thần số một của hệ xạ thủ thì ký xảo phi súng này đã như chuyện thường ở huyện ngay khi tiếng súng lệnh vang lên nhân vật đã lập tức xoay người lướt vụt đi nhoáng cái đã cắt đuôi bảy người còn lại chỉ bằng phản xạ này chu trạch khải đã vượt xa người thường khi dùng phi súng tần suất nhân vật chạm đất sẽ nhiều hơn phi pháo vậy mà dưới thao tác cao siêu của chu trạch khải nhất súng xuyên mây như đang lả lướt trên đường chạy chẳng mấy chốc đã đến chiếc rào cản đầu tiên vậy mà chả hề thấy cậu quay lại nhìn chỉ thấy cậu trách góc bắn xuống dưới sau đó nhẹ nhàng nhảy lên nhất súng xuyên mây trượt qua rào một cách hoàn mỹ không nhảy dư hơn chút nào màn hình điện tử lập tức tua lại cảnh này khán đài vỗ tay nhiệt liệt đang ở sân nhà của luân hồi đồng nghĩa với sân nhà của chu trạch khải cậu ta là tuyển thủ được hoan nghênh nhất ở đây không ai hơn được mà trong bảy người còn lại có một tuyển thủ chuyên nghiệp là ma đạo học giả lúc này đang cưới trổi bay là là tầm thấp chẳng mấy chốc đá vươn lên vị trí dẫn đầu gặp rào cản đầu tiên hắn hơi hướng mũi trổi lên là bay qua rào hầu như tuyển thủ chuyên nghiệp nào cũng nằm lòng những kiểu thao tác cơ bản này chỉ nhìn thao tác mà phân cao thấp là hoàn toàn không thể Huống chi xác định trình độ dựa theo thao tác cũng không khoa học lắm. Thao tác chỉ là một phần thực lực của tuyển thủ, giống như cầu thủ bóng đá khống chế bóng mà thôi. Ngoài hai nghề có kiểu di chuyển đặc biệt này, nghề của sáu người còn lại tương đối cơ bản, đều đang sải chân chạy bộ. Nhưng chẳng mấy mà hai tuyển thủ chuyên nghiệp đã bứt lên bốn người chơi thường. Bất kể là thuộc tính tăng tốc của trang bị hay cách khống chế tiết tấu, tuyển thủ chuyên nghiệp cũng vượt xa đám người thường, sự chênh lệch đấy chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay nếu cứ chạy theo nguyên tắc thì trận đấu đã chẳng hồi hộp và hưng phấn nhưng đây là một trận đấu không có quy tắc sao có thể nghiêm túc mãi được thứ mà mọi người chờ mong chính là những hành động bất quy tắc đó khán giả chẳng cần đợi lâu một trong những tuyển thủ chuyên nghiệp đã tiên phong phá vỡ sự yên bình ấy nhân vật của gã là pháp sư chiến đấu tuy không có kiểu di chuyển đặc biệt nào nhưng cũng có ối cách để đề cao tốc độ khi chạy tới chiếc rào đầu tiên gã đã dùng long nha để đâm rào chiếc rào gãy đôi dưới chân gã cũng xuất hiện huyễn văn không thuộc tính chỉ cần tiếp tục công kích bằng huyến văn thành công thì sẽ có được huyến văn nâng cao tốc độ di chuyển huyến văn tấn công không thể dùng với rào chắn chỉ có thể công kích người khác hai bên đường chạy đều là người chơi thường tuy không cấm nhưng tuyển thủ cũng ngại ra tay với đám người thường cảm giác cứ như mình bắt nạt người ta thế là chiêu long nha của gã phóng về phía một tuyển thủ cách đấy một đường chạy tuyển thủ chuyên nghiệp đâu dễ trúng chiêu Tuyển thủ kia là một tên cuồng kiếm sĩ, hắn ta nhảy thẳng sang đường chạy khác để tránh một kích này. Đúng, hắn ta cướp đường, nhưng trận đấu không có quy tắc, đương nhiên được phép cướp luôn. Pháp sư chiến đấu cũng không ngần ngại cướp đường đuổi theo, rõ ràng đang quyết tâm lấy được huyễn văn từ tên kia. Tuyển thủ chuyên nghiệp nhập chiến nhanh hơn hẳn người thường. Lúc này bốn khán giả vẫn đang miệt mài chạy trên đường đua của mình, trong khi hai gã tuyển thủ đã xô sát nhau. Tuyển thủ ma đạo học giả đứng thứ hai cũng bắt đầu dục dịch âm mưu gây trở ngại cho nhất súng xuyên mây của Chu Trạch Khải khi thấy cậu chàng chưa hề giảm tốc độ. Thế là bắt đầu ném đạn ma pháp cấp thấp nhất về phía nhất súng xuyên mây. Nhất súng xuyên mây vốn bay ngược, tầm nhìn rõ ràng. Thấy vậy thì lập tức không ngừng thay đổi góc bắn, nhân vật di rộng liên tục, không bay theo đường thẳng như trước nữa. Những lần đổi hướng chớp nhoáng hệt như những cánh bướm chập chờn, đẹp đến nỗi người xem phải lóa mắt tiếng vỗ tay cũng vì thế mà rào rào vang lên lần nữa. Ma đạo học giả thấy đạn phép của mình không si nhê gì, đành chuyển sang ngâm một đoạn dài, tay ném ra một vật có năm cạnh, vèo một cái đã hóa thành một luồng ánh sáng bắn thẳng về phía nhất súng xuyên mây. Là kỹ năng của ma đạo học giả, sao xạ tuyến. chương 317, tiết mục thứ hai tốc độ sao xạ tuyến rất nhanh, khó mà né tránh. Nhưng khó không có nghĩa là không thể. Cái càng khó, càng cần người chơi vượt qua, vậy mới thể hiện rõ trình độ người chơi. Là tuyển thủ hàng đầu trong giới chuyên nghiệp vinh quang, né tránh sao xạ tuyến không phải việc khó khăn gì. Nhất là vào lúc không có chiến thuật gì, giáp mặt đánh sao xạ tuyến, 89 phần sẽ không trúng. Tuyển thủ kia không phải không biết, nhưng đây không phải một trận đấu nghiêm túc, nó chỉ mang tính giải trí, nên cũng chẳng cần mất sức tính kế, có kỹ năng gì cứ quăng hết ra, hên thì trúng. Sao xạ tuyến được dùng trong hoàn cảnh hết sức lơi là như vậy. Chu Trạch Khải đương nhiên sẽ không trúng, trong nháy mắt nó bắn thẳng đến, nhất súng xuyên mây của cậu đã nhảy lên, tránh sao xạ tuyến đồng thời còn vượt qua một rào chắn. Tiếng, bút, vang lên, sao xạ tuyến bắn trúng rào, lực sát thương mạnh mẽ của ma pháp thoáng chốc đã đập nát rào chắn. Gỗ vụn bay tán loạn, ai cũng không nghe thấy tiếng, cạch, nhỏ vang lên. Nếu nghe thấy nó, người chơi có kinh nghiệm đều đoán được, đây là tiếng lên đạn, hơn nữa còn không phải hành động lắp đạn trong công kích thường đó tuyệt đối là một kỹ năng vụn gỗ bay loạn rồi rơi xuống mà đạo học giả còn đang bay vọt tới ai dè chỉ thấy họng súng đen ngòm ngắm ngay mình bằng tiếng súng vang dội ngọn lửa phun ra như một vụ nổ mạnh khói súng tỏa ra từ bộ giảm chấn tạo nên một lớp bụi đất cuồn cuộn ngay bên người nhất súng xuyên mây nhìn hiệu ứng của kỹ năng cũng đủ biết thương tổn do một kích này gây ra không hề nhỏ đây chính là đại chiêu có lực công kích mạnh nhất của thiện xạ, Barit bắn tỉa. Đúng vậy, nhất súng xuyên mây hiện đang cầm một khẩu súng bắn tỉa cực lớn. Đây dù sao cũng là trò chơi, để mang lại hiệu quả khi sử dụng kỹ năng, vật trong tay nhân vật sẽ biến thành món đạo cụ có liên quan tới kỹ năng, trên trời dưới đất, chẳng ai biết đào từ đâu ra. Nhìn thấy lửa đạn mới bắt đầu né tránh Barit bắn tỉa ở khoảng cách này, đây không phải khó nữa, mà là một nhiệm vụ bất khả thi đầu ma đạo học giả bị bắn trúng tức thì nổ văng máu mà nó còn mang lại tác dụng gấp bội khi bắn trúng đầu tạo nên hiệu quả ẩn nhân hai tổn thương của barit bắn tỉa song ma đạo học giả trông như bị bắn nát đầu kia thật ra chỉ là hiệu quả của trò chơi mà thôi hắn bị thương nặng nhưng không chết ngay hắn tạm thời không thể tiến lên nữa một súng bắn ngay đầu khiến đầu hắn trông như đầu tàu kéo thân hắn bay vẻo ra ngoài chỉ chớp mắt hắn từ hạng hai rớt xuống hạng chót tiếng vỗ tay lại âm vang. Thật ra thì, phần lớn khán giả cũng không rõ những chi tiết nhỏ nhặt ẩn. Trong chiều ba bắn tỉa đơn giản mà bạo lực kia của Chu Trạch Khải, nhưng một phát trúng đầu uy phong như thế, nhìn sướng mắt thôi cũng đủ để đổi lấy tiếng vỗ tay của khán giả rồi. Bấy giờ, nhất súng xuyên mây lại xoay người phi súng chạy tiếp. Phía sau cậu ta, hai tuyển thủ pháp sư chiến đấu và cuồng kiếm sĩ đang vừa đi vừa chiến hai nghề này khuyết thiếu những kỹ năng tầm vừa và xa lại còn bận diễn thâm cung nội chiến không thể ngăn cản nhất súng xuyên mây đang cho cả lũ hít khói trận đấu nhanh chóng mất đi màn tranh ngôi căng thẳng không còn nhiều thú vị nữa nhưng mấy trò giải trí kiểu này hiếm khi quan trọng thắng thua lắm hiện tại thao tác di chuyển ổn định và hoành tráng của nhất súng xuyên mây thu hút ánh nhìn nhất tiếp đấy là hai tuyển thủ chuyên nghiệp đang đánh nhau phân cao thấp bốn người chơi cũng dần nhập cuộc cuộc hỗn chiến của bốn khán giả xếp thứ ba còn ma đạo học giả bị súng bắn nát đầu kia lúc đứng lên đã tụt xuống hạng chót hắn vội chật vật đuổi theo thành ra chỉ thu hút thứ tư lời diễn giải cho trận đấu và những pha đặc sắc chiếu lại trên màn hình không chú trọng vấn đề kỹ thuật nữa chỉ tìm mấy cảnh trùng hợp thú vị để giải thích với mọi người trận đấu này không chỉ mong chờ tiếng vỗ tay mà còn mong tiếng cười nữa trên thực tế trận đấu coi như khá thành công sau khi bị nhất súng xuyên mây của chu trạch khải bỏ xa hạng nhất đã định vì tranh hạng nhì mà chém nhau túi bụi thì quá nhảm cả đám bắt đầu thả lỏng thật sự coi trận đấu trở thành một trò vui lúc đầu tuyển thủ chỉ so đấu với tuyển thủ không nỡ bắt nạt khán giả nhưng sau khi có bạn khán giả dũng cảm đánh luôn tuyển thủ chuyên nghiệp hai bên quần thành một nùi bên trong đủ trò khôi hài một tiếng còi vang lên chu trạch khải đã đứng ở đích còn đám phía sau đâu lúc này chỉ còn lại bốn, bốn khán giả, ba em đã tạch trên đường chạy, người duy nhất còn sống lại trùng hợp là người chơi nữ kia, hiển nhiên ba anh tuyển thủ kia đã cố tình nhường nhịn chị em phụ nữ. Nếu phát huy khả năng thực sự của mình, cả ba đã sớm xử sạch ba khán giả, không đến mức dừng mỡ xà quần với họ. Chẳng qua lúc sau ai cũng chuyển sang diễn hài, vậy nên đánh tùm bậy tùm bạ cả. Lúc này cả bốn cùng chạy ầm ầm tới đích cũng chẳng biết vì sao pháp sư chiến đấu và cuồng chiến sĩ kia đột nhiên ăn ý, bỗng chung tay ăn hiếp ma đạo học giả, sự song ẻm trước khi cán đích. Rồi sau đó hai người lại quần nhau, cố ý tạo cơ hội cho khán giả nữ, sau khi cô nàng thành người thứ hai cán đích, cả hai mới đánh đánh giết giết tới đích. Trận đấu chấm dứt, bảng điện tử cũng hiện ra thành tích và vị trí của người tham gia. Tiếp đấy, nó còn thống, kê cả điểm công kích và thương tổn trong trận của từng người cho mọi người xem bình luận viên lại lấy số liệu vị trí ra trêu chọc, bầu không khí của cả nhà thi đấu trở nên vui vẻ. Sau đó tám người trở về sân đấu, người chơi nữ giành vị trí thứ hai, dưới lời dẫn dắt của MC, chiếm được sự tán thưởng từ quán quân chu trạch khải, khuôn mặt nhỏ của cô bé đỏ bừng, vọt khỏi sân khâu mà quên nhận quà luôn. Ba tuyển thủ khác hiển nhiên không hề để tâm gì đến màn chém giết nhau trong trận, vui cười phối hợp với MC. Trạch Khải giành được giải nhất thật rồi, tâm trạng của anh thế nào? Phỏng vấn đại thần là chuyện phải làm. Với vấn đề này, Chu Trạch Khải đáp khá nhuần nhuyễn, vừa nghe đã mở miệng ngay, vui lắm. Có điều chỉ mới hai chữ đã lập tức ngậm miệng, tươi cười nhìn MC. MC nào dám nói nhiều, hoạt động hôm nay chủ yếu là lấy lòng fan và khán giả, gá lại nói mấy câu với ba khán giả nam trao quà lưu niệm, tiết mục chạy vượt rào đầu tiên đã kết thúc. Sau đó tới tiết mục thứ hai thì nhảy cao, nhảy cao này không phải so độ cao mà so tốc độ. Xem ai có thể nhảy lên điểm cao nhất nhanh hơn. Bao năm qua, tiết mục này đều được thiết kế thành một ngọn núi hoặc một tòa nhà cao tầng. Nhưng năm nay, sau khi hình chiếu 3D xuất hiện, thì đó lại là những bàn đạp lơ lửng trên không. Tất nhiên là để tiện cho việc chiếu ảnh 3D. Nếu dùng ngọn núi hay nhà lầu, chiếu hình 3D ở giữa sân, khán giả không thể nào nhìn thấy toàn cảnh được. Mà bàn đạp trên không thì chẳng khác gì ngọn núi hay nhà lầu trong suốt. Khán giả ngồi đâu cũng có thể nhìn thấy toàn bộ tuyển thủ. Tiếp theo, xin mời tuyển thủ đến từ chiến đội Gia Thế, người mà ai ai cũng yêu thích và quen thuộc, Tô Mộc Tranh. MC vừa thông báo, cả khán đài vỗ tay ầm trời. Nữ tuyển thủ xinh đẹp như Tô Mộc Tranh, có là fan của chiến đội đối địch cũng không ai ghét nổi, bảo rằng người gặp người thích hoa gặp hoa nở cũng không quá. Tiếng vỗ tay hiện tại, trừ khi là tuyển thủ của đội chủ nhà, nếu không đổi thành bất kỳ vị đại thần nào cũng khó mà địch lại a à, à, tô mộc tranh, tô mộc tranh, trần quả lại kích động nhảy dựng lên. Trong lòng Diệp Tu thoáng bất an, tô mộc tranh tự nhiên dùng kính viễn vọng làm gì, chắc không chỉ tìm mình vẫy tay đâu nhỉ. Đừng bảo con bé định đếm gió số ghế rồi kéo mình lên trển đấy nhé, thỉnh thoảng trêu nhau cũng khá phù hợp tính cách của tô mộc tranh. Nhưng biết rõ Diệp Tu không xuất hiện trước công chúng, không hỏi trước đá tự ý chơi nhau như vậy, hơi tùy hứng quá rồi, Diệp Tu cảm thấy đây không hợp cách xử sự của Tô Mộc Tranh. Mộc Tranh, em định dùng cách gì để chọn khán giả đây? Dòng điệu của MC rất hưng phấn, có lẽ vừa. Nãy chịu áp lực quá lớn khi trao đổi với đại thần như Chu Trạch Khải. Nhờ máy chọn trước đi, Tô Mộc Tranh nói. Được, chúng ta sẽ quay màn hình, rồi em kêu ngừng nhé. MC dứt lời, màn hình bắt đầu quay. Ngừng, Tô Mộc Tranh hô ngừng còn nhanh hơn Chu Trạch Khải mc xém chút ngã quỵ toàn khán đài rộ đầy tiếng cười trần quả vui đã mới nhớ nhìn số ghế thấy không phải mình nên uể oải vô cùng thần tượng đang ở trên sân sự chờ mong của trần quả vượt xa trước đấy mc cũng câm nín không dám bảo tô mộc tranh hô chậm lại gá sợ cô nàng bắt trước chu trạch khải kết quả lượt thứ hai sau khi màn hình quay tô mộc tranh hô ngừng rất bình thường ây lại không phải vẻ mặt trần quả đầy thất vọng đổi cách thôi nhỉ, sau đó không đợi MC nói, Tô Mộc Tranh chủ động đề nghị. Hả, Mộc Tranh nghĩ ra biện pháp mới sao? MC hớn hở hỏi, à không, em gọi đại hai số nhé. Tô Mộc Tranh nói, MC sụp đổ, Tô Mộc Tranh định bắt trước Chu Trạch Khải ư, em chọn khu 100, Tô Mộc Tranh nói. Ý, Trần Quả hoàng hốt kêu lên, họ đang ở khu 100, hàng 18. Á, à, Trần Quả nhảy dựng lên, họ đang ở hàng 18, số 21. Tô Mộc Tranh nói chắc nịch. Đầu Trần Quả nổ cái bùm, tựa như có thứ gì đang bùng cháy. Cô hơi khó tin hỏi Đường Nhu bên cạnh, số bao nhiêu, số 21 là chị đó. Đường Nhu cũng vui vẻ thay Trần Quả, không ai rõ Trần Quả mê Tô Mộc Tranh nhường nào hơn cô. Ánh mắt Trần Quả ngỡ ngàng, nhưng nhìn xung quanh lại thấy tất cả mọi người đang quay đầu nhìn mình, trong ánh mắt chứa đầy hâm mộ và ghen tị. Là chị thật à, Trần Quả chợt lúng túng, mà trên sân khấu, Tô Mộc Tranh lại nói, em có ý kiến này, em muốn chọn bạn bên cạnh bạn kia, thế lỡ mà chúng hai bạn có quen biết sẽ rất thú vị. Ừ, ý kiến của Mộc Tranh rất hay, vậy em định chọn ai? Số 19 hay 23? MC thúc lời, khu ghế trong nhà thi đấu được xếp theo chắn lẻ, nhóm Trần Quả ngồi bên khu số lẻ. Mà nghe thấy ý kiến của Tô Mộc Tranh, Diệp Tu số 19 và Đường Nhu số 23 liếc mắt nhìn nhau, Trần Quả còn kích động la lên, a, à, tụi mình còn có thể lên thêm một người nữa. Ngoặc kép, chương 318, thấy được idol, chẳng lẽ con bé muốn chọn mình lên? Đã đến mức này, Diệp Tu buộc phải nghi ngờ, ai rẻ lại thấy Tô Mộc Tranh cũng đang do dự trên sân khấu, nên chọn 19 hay 23 đây ta. Tô Mộc Tranh lẩm bẩm, khán giả xung quanh cả ba đã quay hết lại ngó họ, ánh mắt xen chút hâm mộ và ghen tị. Dẫu sao cũng sẽ có một người chiếm được cơ hội này. Giờ chỉ có hai phương án, có cần tung đồng xu quyết định không? MC cười gợi ý, không cần, em đã quyết định rồi, Tô Mộc Tranh đột nhiên nói. Ồ, vậy rốt cuộc chọn ai? MC hỏi, là, Tô Mộc Tranh tạm dừng, lại tiếp tục lẩm bẩm. Diệp Tu câm nín luôn, giờ hắn có thể chắc chắn Tô Mộc Tranh sẽ không chọn mình, con bé chỉ làm cho con bò, chủ yếu muốn dọa hắn mà thôi. Nhưng tiếc thay tính toán nhỏ nhặt của cô bé đã bị Diệp Tu nhìn thấu, giờ hắn ung dung không xoắn suýt gì nữa. Quả nhiên, sau một hồi cân nhắc, Tô Mộc Tranh vẫn chọn số 23, số ghế của đường Nhu. a à, là em đó. Trần Quả là người đầu tiên hét lên, cô còn kích động hơn cả đương sự. Trước đấy, đường Nhu còn hơi ngơ ngác, giờ cũng thong thả đứng lên, cười bảo, coi bộ hôm nay may mắn quá. Nhưng ai đó thì không được may lắm, Trần Quả cười tủm tìm liếc nhìn Diệp Tu, vỗ vai hắn nói, ai ra, thiếu chút nữa thôi, chú em đừng quá đau buồn. Thế mà gương mặt Diệp Tu hoàn toàn bình thường, không hề có chút hâm mộ hay đố kỵ như những khán giả khác. Không được chọn cũng không có gì tiếc nuối, cứ như đây là chuyện đương nhiên với hắn. Trần Quả bỗng nhớ ra, tuy chưa từng nghe thấy tên tuổi người này nhưng ít ra hắn cũng từng chơi cho giới chuyên nghiệp, tất nhiên sẽ không coi trọng mấy chuyện còn con này. Vì không thể nhân dịp mà đả kích Diệp Tu, Trần Quả thoáng tiếc nuối. Thế nhưng MC đã gọi hai người lên sân khấu, cả hai chỉ đành giao đồ đạc linh tinh cho Diệp Tu trông hộ. cố mà tư thế oai hùng của bọn này, Trần Quả vừa quăng ống nhòm cho Diệp Tu vừa nói. Tận hưởng cảm giác đứng bên ai đồ đi, Diệp Tu cười nhận lấy. Còn phải nói, Trần Quả kiêu ngạo xoay người, cùng Đường Nhu bước lên sân đấu. Hai bạn khán giả đã lên khấu, là hai bạn gái xinh đẹp, chúng ta cùng tới làm quen với họ nào. Lúc này mc mới chú ý đường nhu và trần quả vừa bước lên sân khấu đều có ngoại hình cực kỳ xinh đẹp có thể nói không hề kém cạnh tô mộc tranh mc thấy hai người có thể thu hút sự chú ý của khán giả bèn nhanh chóng đón chào tên hai bạn là gì mc lao lên hỏi trần quả đường nhu hai người trả lời có vẻ đúng như suy đoán của tô mộc tranh hai bạn là bạn phải không mc hỏi đúng vậy tụi mình là bạn thân trần quả đáp có thể cùng tham dự tiết mục giao lưu của ngôi. Sau cuối tuần, hai bạn cảm thấy thế nào? Em A tiếp tục hỏi. Dĩ nhiên rất vui. Trần Quả trả lời hầu hết các câu, còn Đường Nhu sau khi giới thiệu tên mình cũng chỉ mỉm cười đứng bên. Cô rời mắt thì thấy tuyển thủ Tô Mộc Tranh mà Trần Quả thích nhất cũng đang mỉm cười nhìn về đây. Ánh mắt giao nhau, Tô Mộc Tranh cười vẫy tay với cô, Đường Nhu hơi giật mình, xong nhanh chóng mỉm cười hiếu nghị. Tất nhiên là Tô Mộc Tranh rồi. Lúc này MC đang hỏi tuyển thủ yêu thích nhất của Trần Quả, cô không do dự trả lời là Tô Mộc Tranh, MC tự nhiên có thể theo đó kéo Tô Mộc Tranh vào. Không biết có phải do giấc mơ trở thành hiện thực quá nhanh nên Trần Quả chưa kịp chuẩn bị không, mãi đến khi thật sự đứng trước mặt Tô Mộc Tranh, cô mới trở nên rụt rè, ăn nói nhỏ nhẹ với Tô Mộc Tranh, khiến những người quen thuộc Trần Quả đều tưởng mình gặp ảo giác. Mà MC không thể vây các cô mãi được dù sao đã có ba tuyển thủ chuyên nghiệp và hai khán giả bước lên sân khấu, không thể bỏ rơi họ được. Khi MC bước sang phỏng vấn mấy người kia, Tô Mộc Tranh còn đang mải nhỏ to cùng Trần Quả. Thực ra Trần Quả cũng không biết phải nói gì với idol nhà mình, tất cả đều do Tô Mộc Tranh chủ động đề cập đến vài chuyện mà các game thủ nữ vinh quang thường quan tâm. Chỉ tiếc rằng thời gian chuyện cho không nhiều, mọi người đã lên đông đủ, MC cũng dẫn dắt vào trận, trận đấu chính thức bắt đầu tám người tự giác bước tới bục đấu gặp gỡ quá ngắn ngủi đây là tiếc nuối duy nhất trong lòng trần quả cô rất muốn chuyện trò với tô mộc tranh thêm chút nữa bởi lúc này tô mộc tranh đã không còn là một tượng đài xa xôi mà cô chỉ có thể ngóng nhìn trên mạng hay tv cô ấy tựa như một người bạn thân thiết khiến người khác muốn kết thân tiếc là chỉ có một lần hôm nay thôi trần quả biết mình sẽ không còn cơ hội nào nữa tô mộc tranh vẫn là một nhân vật nổi tiếng còn mình chỉ là một game thủ bình thường mà thôi hiện thực tất phải đối mặt. Trần Quả bước lên bục đấu, lòng không cam mà lưu luyến quay đầu, nhìn nơi vừa đứng nói chuyện cùng Tô Mộc Tranh. Hoạt động vẫn phải tiếp tục, tám người bước lên bục đấu, bắt đầu đăng nhập nhân vật. MC khấn hỏi nghề nghiệp và cấp độ của mọi người, song đường nhu còn chưa đến 40, không công bằng khi so đấu với những nhân vật đã mắc cấp tranh nhau rất nhiều kia. Cuối cùng, bên tổ chức chủ động đề nghị cho đường nhu mượn một tài khoản pháp sư chiến đấu cấp 70, Đường Nhu cũng đồng ý rất dứt khoát. Thông tin và nhân vật của tám người đã hiện ảnh 3D trên sân đấu, màn hình cũng đặc tả từng nhân vật. Bất ngờ là khi trục yên hà của Trần Quả xuất hiện trên màn hình, toàn khán đài nổi lên một trận xôn. Sao, trục yên hà, là trục yên hà đó phải không? Sau khi thấy nhân vật hiện lên, người xem bắt đầu bàn tán. Đúng là tài khoản đó, tôi nhớ xét trang phục này mà, có người lên tiếng khẳng định. Trục yên hà đã là một tài khoản nổi tiếng mà sự nổi tiếng ấy đến từ trận PK giữa Thủy Dương Quấn Bờ và Trục Yên Hà do Diệp Tu thao tác. Thủy Dương Quấn Bờ không được lòng người, song hắn vẫn là một cao thủ ở thần lĩnh chi vực. Chuyện hắn bị đấm phát chết luôn trên đấu trường đủ để khiến cả game bùng nổ. Video trận PK đó còn xếp đầu số lượng truy cập trong một thời gian dài. Dù không còn đứng đầu danh sách nữa nhưng nó vẫn nằm trong top 10. Có bao nhiêu người đã xem đoạn video đó thì có bấy nhiêu người biết Trục Yên Hà. Những ngày đầu mới nổi, trần quả nhận được không biết bao nhiêu yêu cầu thêm bạn mỗi ngày hòm thư cũng tràn ngập vô số những thư tín có nội dung kỳ lạ trần quả bị áp lực quá lớn cuối cùng phải khóa chức năng kết bạn và hòm thư lại mới có thể sống yên ổn qua ngày nhưng sự chú ý dành cho cái tên trục yên hà không hề giảm bớt trần quả vẫn bị vô số người khi không chạy tới bắt chuyện trong game nay tài khoản trục yên hà lại xuất hiện trong hoạt động giao lưu của ngôi sao cuối tuần làm đám khán giả có mặt phấn khích cả lên Trục Yên Hà như một ngôi sao mới nổi, mức độ phổ biến cũng khá rộng rãi. Ngay khi người thật vừa xuất hiện, tiếng vỗ tay hoan hô không hề kém cạnh ba tuyển thủ chuyên nghiệp. Còn khán giả khác cũng theo phép lịch sự mà vỗ tay cổ vũ theo mọi người. Bên tổ chức đương nhiên không thể đoán trước tình huống trùng hợp này. Trong số họ cũng có nhiều người biết đến Trục Yên Hà. Trong câu lạc bộ, trừ đám tuyển thủ chuyên nghiệp được tính là người trong giới, những người khác muốn chơi vinh quang thì phải lăn vào game nên tất nhiên sẽ biết mấy sự kiện nóng hổi đáng chú ý trong đấy. Nếu biết trước có chuyện trùng hợp như vậy, bên tổ chức sẽ lợi dụng triệt đề. Mà bây giờ cả đám chỉ kịp phản ứng như những khán giả có mặt ở đây, thì trận thi nhảy cao đã chuẩn bị bắt đầu rồi. Hình ảnh 3D chiếu trên mặt đất, 8 người xếp thành một hàng. 8 nhân vật đều đồng loạt ngẩng đầu, hiển nhiên đang nâng góc nhìn xem xét những bàn đạp trôi lơ lửng trên không trung. Đây là lần đầu trận đấu nhảy cao diễn ra như vậy, dù có là những tuyển thủ chuyên nghiệp từng tham gia hoạt động cũng hiểu lần này không hề giống những lần trước bàn đạp lơ lửng trên không trung không hề có bất kỳ chướng ngại nào như vách núi mức độ nhảy tự do cao hơn thế cạnh tranh sẽ càng thêm mãnh liệt tám người không có thời gian xem xét quá lâu vừa thấy tám nhân vật đã vào chỗ trận đấu lập tức đếm ngược bằng sau một tiếng súng lệnh trận đấu chính thức bắt đầu các tuyển thủ chuyên nghiệp dùng mọi thủ đoạn để nhảy lên bàn đạp Tô mục tranh không hổ là tuyển thủ được bầu trong ngôi sao cuối tuần, thao tác phi pháo nhảy lên, rồi đột ngột tăng tốc, chỉ mấy lượt lên xuống đã vượt xa những người khác một đoạn. Mà trận thi nhảy cao này rõ ràng không đơn giản như thi vượt rào. Nếu bạn không biết nhảy, lúc thi vượt rào chỉ cần đâm đầu chạy thẳng về trước, nhân vật vẫn có thể chạy hết đường đua. Còn thi nhảy cao, nếu người chơi không có kỹ thuật thao tác tốt, chỉ cần bất cần hụt chân một lần, kết cuộc chắc chắn giống hệt nhảy xuống tháp chuông ở thành tội ác. Trong bốn khán giả, ba người coi như không tồi, chỉ có một người kỹ thuật quá kém. Lần nào cũng chỉ nhảy được mấy cái đã rơi xuống, một người chơi như vậy không cần người khác hại, tự mình cũng không thể hoàn thành trận đấu này. Còn bên kia, nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp đã bắt đầu tranh cao thấp. Như hồi chạy vượt rào, đám tuyển thủ ngại xuống tay với người chơi thường, chỉ xà quần với nhau. Mà trong hoạt động này muốn quấy rối lại càng dễ dàng hơn, chỉ cần sơ ý chúng một kỹ năng thôi, ngay lập tức sẽ là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. chương 319, hai người không lợi mình nhảy cao khó hơn chạy vượt rào nhiều, đám tuyển thủ chuyên nghiệp đương nhiên hiểu rõ việc này. Tuy rằng việc so tài chỉ là cho tiêu khiển, thắng bại không quan trọng. Nhưng nếu cứ rơi khỏi bàn đạp liên tục thì không tránh khỏi chữ nhục. Ngôi sao cuối tuần nhận được sự theo dõi của đông đảo fan vinh quang, không có tuyển thủ chuyên nghiệp nào sẽ tự nguyện dùng cách đó để fan không quên được mình. Cho nên, những người dám đăng ký tham gia thi nhảy cao, tất phải có tài ở mặt này. Trò này của vinh quang, thực lực mới là tất cả. Nếu chia rõ thành thao tác, ý thức, kinh nghiệm, phản ứng V, V, mỗi người chơi và tuyển thủ đều có mặt yêu khuyết trong từng ký xảo. Người có can đảm đăng ký nhảy cao, tuy không phải những bậc đại thần, nhưng nếu chỉ xác định thực lực bằng kỹ thuật nhảy cao, ai ai cũng thuộc top đầu. Tô Mộc Tranh nhảy nhanh nhất, ba người kia lại không kém bao nhiêu nhảy được một chút mọi người bắt đầu nhảy theo mỗi cách khác nhau cách nào cách nấy đều cao siêu bốn người nắm rất chắc kỹ thuật nhảy vừa có thể đâm phá vừa vững bước bay lên chợt có người bị đánh rơi nhưng cũng chẳng tụt xuống chót thường tuyển thủ chuyên nghiệp chỉ rơi xuống một chút đã lập tức nghĩ cách nhảy lên một bàn đạp bất kỳ để ngừng rơi trò chơi có độ khó cao như vậy thoáng cái đã phân rõ ràng người chơi cấp chuyên nghiệp và phổ thông khả năng thao tác của đường nhu dồn hết ở tốc độ tay mà trò ký xảo chuyên nghiệp này lại cần năng lực đoán cự ly, đoán độ cao, rồi mới quyết định lực ấn phím mạnh nhẹ. Cô có tốc độ tay cũng như không, hễ muốn nhảy qua một đoạn thì phải dừng lại xem xét, chậm rãi suy đoán. Nếu so sánh, trần quả dữ liệu vài chỗ nhanh hơn cô, tốc độ tổng thể tất nhiên sẽ nhanh hơn. Có một người chơi khác, tài nghệ cũng khá thành thạo, thành ra vị trí cả hai xem xem nhau. Nhưng người thứ tư lại thảm vô cùng, nói chung ở mặt này cực kỳ yếu lảo đảo nhảy vài lần không cần ai đẩy hay đụng tự trượt chân rớt xuống hết lần này đến lần khác thoáng chốc đã trở thành siêu sao của cả trận đến độ khán giả trong nhà thi đấu cười mãi không thôi ngay cả bình luận viên cũng rất quan tâm hắn hồi đầu còn không ngừng khuyến khích hắn cố lên sau cùng thì đành câm nín hết chỗ nói đây không phải chuyện cứ nỗ lực thì có thể thành công kỹ thuật không có tất phải luyện ông bạn nọ cứ rớt xuống là mọi người lại cười lăn lộn thế nên hắn cũng quê và bực mình hết sức dõi mắt nhìn bảy người kia bốn tuyển thủ chuyên nghiệp đã nhảy cao đến không thấy tăm hơi còn ba người chơi tuy bị bỏ xa một khoảng nhưng ít ra vẫn vững bước bay lên thấy tuyển thủ chuyên nghiệp vừa nhảy vừa chiến người anh em nọ như nhận được gợi ý lỡ làm trò hề rồi mình có thể kéo thêm vài em vào cho vui mà há mà tay khán giả này vừa khéo lại là một thiện xạ thuộc nghề công kích tầm xa vì vậy lần này sau khi hắn nhảy lên mấy cái thấy không nắm chắc nữa sẽ ngừng nhảy rồi lập tức rút súng bắn về phía ba người ở trên. Ba người vẫn luôn chuyên tâm nhảy bàn đạp của mình. Trần Quả và Đường Nhu tất nhiên không công kích nhau, người còn lại vì thấy tuyển thủ chuyên nghiệp đá nhảy quá cao, họ ở đây đấu đá cũng không ít lợi gì. Ngộ nhỡ sơ hất té xuống lại phải nhảy từ đầu, nên gã chẳng có mưu mô gì cả, chỉ tập trung nhảy đến tấm ván lơ lửng cuối cùng kia. Cả ba ôm cùng một suy nghĩ, thế đéo nào phía dưới lại có thằng ăn không được thì đạp đổ mặt mũi chẳng còn nên quyết kéo cả lũ chết chùm. Ngay khi hắn vừa nổ súng bắn, ba người bọn Trần Quả cũng luống ca luống cuống. So với đám tuyển thủ chuyên nghiệp như Tô Mộc Tranh, kỹ thuật nhảy nhót của họ còn khá non nớt. Lúc không bị cản trở đã phải nhảy hết sức cẩn thận. Nay một phát đạn bay lên, vừa phải tránh vừa phải nhảy, thoáng chốc rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Một tiếng, cạch, vang lên, tên khán giả này thấy bắn thường không đá, bèn dùng kỹ năng barit bắn tỉa của thiện xạ mà chu trạch khải đã từng sử dụng trong cuộc thi chạy đạn lên nòng sau đó vang lên tiếng bằng một súng này bắn về phía trục yên hà của trần quả cô chơi trò này lâu như vậy sao lại không biết barit bắn tỉa uy lực nhường nào một súng bắn tới cô không đủ trình để đoán được đường bay của đạn có trúng đích hay không hết cách cô không thể làm gì khác hơn là né tránh nhưng bàn đạp nhỏ lại không đủ chỗ muốn né chỉ có thể nhảy sang một bàn đạp khác. Barit bắn tỉa sao có thể chừa cho người ta nhiều thời gian suy nghĩ kỹ lưỡng đến vậy, Trần Quả vừa nhìn thấy lửa đạn bay về phía mình đã hồi hả chọn một bàn đạp khác nhảy sang. Đạn giết gió bay qua không trúng Trục Yên Hà, thế nhưng do vội vã mà nhảy, cô không thể đạp chính xác vào bàn đạp, Trục Yên Hà hụt chân, thân thể khẽ nghiêng và ngã xuống. Trần Quả vội vã ná pháo giữa không trung, muốn dùng phi pháo để Trục Yên Hà rơi trúng một bàn đạp nào đấy. Nhưng với trình độ của cô, muốn thực hiện việc này lại không dựa vào sức phán đoán và kỹ thuật mà thuần túy là nhắm mắt làm bừa. Tiếc hơn là, bừa cũng hụt, phi pháo bay ra, trục yên hà thật sự rơi trúng một bản đạp, song không thể đứng ổn định, qua mấy pha bắn tới bắn lui, trực tiếp ngửa mặt rơi thẳng xuống dưới cùng. Trần quả giận dữ, mọi người cạnh tranh nhau, có bị trúng chiêu cũng không tính, dù sao đây là quy tắc của trò chơi. Nhưng tên người chơi bên dưới, kia, ai cũng biết kỹ thuật của hắn quá cùi, không thể nào hoàn thành cả cuộc thi. Có thể nói là sớm rớt từ vòng gửi xe rồi. Kết quả người này thà hại người không lợi mình, bản thân không nhảy được, còn muốn phá đám người khác, không phong độ gì cả. Trục Yên Hà vừa rơi xuống đất đã lăn người đứng lên, chĩa pháo hạng nặng bắn liên tục vào tên thiện xạ đang ở trên không. Tên ôn thần xả súng nọ như tìm được trò mới, hí hửng bắt đầu chiến với Trần Quả. Trần so tài nhảy cao, hai khán giả được chọn thi đấu cứ thế mà PK nhau trên mặt đất, đây là việc xưa này chưa từng có. Khán giả đầu tiên há hốc mồm, nhưng thình lình nhớ đến thực lực siêu mạnh của Trục Yên Hà ở trong video, Ben phát hiện đây sẽ là trò hay, sau khi có đứa dẫn đầu vỗ tay, mấy đứa khác tất nhiên vỗ tay theo. Người chơi thiện xạ kia cũng hiểu sai ý, còn từng hành động bắn rơi người của mình được quần chúng ủng hộ, làm hắn mở cờ trong bụng, đánh càng thêm hăng say. So đấu trên mặt đất bằng phẳng. Trình độ của tay thiện xạ không nát như kỹ thuật nhảy nhót ban nãy. Sau khi hai người bắn nhau một trận, Trần Quả không thể nắm chắc chắn phần thắng. Khán giả nhìn một hồi, lại không thấy thực lực mà mọi người mong đợi từ Trục Yên Hà, ai nấy đều khó hiểu. Trục Yên Hà hôm ấy có người đánh thay, thật ra rất nhiều người biết chuyện này, ví dụ như những người từng theo dõi xuyên suốt quá trình ở khu 10, ai cũng biết người điều khiển đằng sau Trục Yên Hà là Quân Mạc Tiếu nhưng chuyện đó không được lan truyền rộng rãi dẫn đến đại bộ phận người coi video không hề biết trên mặt đất hai người đánh tưng bừng trên không trung bốn tuyển thủ chuyên nghiệp cũng liên tiếp đấu đá nhau chính giữa tên khán giả được chọn không quan tâm chuyện khác chỉ tiếp tục chăm chú nhảy lên trước mà nhân vật của đường nhu thì dừng lại sau khi nhìn trần quả đánh ngang tay với người nọ cô lập tức không chút do dự bước ngay khỏi bàn đạp nhảy thẳng xuống đất trên khán đài mọi người kinh hô Đường Nhu vẫn rất đối thong thả, chỉ đơn giản nhảy tới nhảy lui như vậy, cô quả thực chưa đủ trình, nhưng nói riêng về PK, cô lại có chút tự tin. Tay thiện xạ còn đang cùng trục yên hà của Trần Quả bắn nhau, chẳng mảy may biết rằng tai họa đã giáng từ trên trời xuống. Đường Nhu phi thân xuống, trực tiếp đâm một mâu ở giữa không trung. Cái tên đang xả súng hăng say kia trúng mâu bèn lảo đảo ngay. Nhân vật của đường Nhu không dùng bất cứ cách gì mà cứ rơi thẳng xuống, độ cao quá lớn, thanh máu lúc đáp xuống đất đã tụt hết phân nửa. Còn trục yên hà vừa rơi vừa phi pháo bắn liên tục, mặc dù không lần nào đứng vững, nhưng cũng nhờ vậy mà hóa giải phần lớn những thương tổn do. Chấn động khi rơi, sau cùng đáp xuống đất an toàn. Người chơi thiện xạ trong lúc lào đảo trình góc nhìn qua, thấy nhân vật của đường nhu tự mình đánh mất nửa cái mạng, cười ha hả cho rằng đó là một tay mơ. Nhưng hắn biết đằng sau nhân vật này là một cô em cực kỳ xinh đẹp, vì vậy tự nhiên đùa giỡn, mỹ nữ té đau không? Có muốn anh đỡ không? Hoạt động của ngày hai chủ yếu để giao lưu, không cấm tiếng nói như thi đấu chính quy, tuyển thủ hoàn toàn có thể trò chuyện trao đổi. Nhân vật từ trên cao té xuống, ngoại trừ rất sinh mệnh, còn dựa vào độ cao mà xuất hiện tỷ lệ bị cứng người. Đường Nhu không biết chuyện này, chưa có ai nói với cô cả. Cô vốn muốn ra tay, lại phát hiện mình rơi vào trạng thái tê cứng không nhúc nhích được. Đây vốn là một cơ hội tốt để đối phương đánh trả, ai rẻ người ta bận dẻo miệng gẹo gái nên không vội ra tay. Chờ hắn nói hết lời, trạng thái tê cứng cũng kết thúc. Đường Nhu lập tức cho nhân vật đâm một chiêu long nha sang. Pháp sư chiến đấu mắc cấp đã có toàn bộ kỹ năng, nhưng Đường Nhu chỉ mới tiếp xúc với những kỹ năng dưới 40, cô sẽ không dùng những kỹ năng cấp cao xa lạ kia. Ban nãy lúc thêm điểm, cô tăng mắc những kỹ năng mình từng dùng, còn điểm thừa thì tăng đại một lượt. Đường Nhu rất nghiêm túc với trận đấu này, cô không định thử nghiệm những kỹ năng cấp cao chưa từng dùng, chỉ chọn cho mình những kỹ năng quen thuộc. Bàn đến PK chiến đấu, Đường Nhu đã trên cơ đám người chơi thường. Người chơi thiện xạ lập tức bị làm thịt đến răng rơi đầy đất, nào còn tâm tư trêu ghẹo gái đẹp nữa. Trục Yên Hà của Trần Quả cũng vọt tới, không chút nào khách khí xông lên cùng Đường Nhu hai đánh một, tình cảnh ông bạn nó tất nhiên càng gian nan. Hoạt động chưa bao giờ xảy ra việc này trong bao nhiêu năm qua đến bình luận viên còn không theo kịp. Sau một lúc lâu mới nói được một câu, nếu tôi không nhìn lầm, thì hai bạn khán giả xinh đẹp kia vừa lập thành một đội, mà bấy giờ người kinh ngạc không chỉ mỗi khán giả, ngay cả khu chỗ ngồi của đám tuyển thủ chuyên nghiệp cũng theo dõi một cách nghiêm túc. Người chơi pháp sư chiến đấu hình như rất giỏi, một người nhìn trận so tài giữa sân mà nhận xét. Thao tác rất nhanh, tuyển thủ chuyên nghiệp có đẳng cấp, mới nhìn đã phát hiện ngay điểm mạnh nhất của đường nhu. Ai, nhưng cô bé vẫn chưa rảnh giỏi lắm, sao chỗ vừa nãy không ra tiếp một chiêu nộ long chứ? Một người tiếc nuối bảo rằng, nộ long xuyên tâm, một kỹ năng cao cấp của Pháp Sư chiến đấu cấp 60, giờ vẫn chưa nằm trong ý thức tấn công của Đường Nhu. chương 320, giúp đỡ lẫn nhau tên thiện xạ đáng thương kia vốn định tỏ ra uy phong trước mặt người đẹp, kết quả bị hai mỹ nữ đè cho bẹp dí. Sau khi nghe bình luận viên nói cả hai còn tổ đội với nhau, hắn nhất thời không phục, một bên bò trên đất một bên hô hào chơi xấu kìa còn tổ đội nữa chứ cả nhà thi đấu thoáng chốc ngập tiếng cười bình luận viên thậm chí còn đi xem lại quy tắc sau đó trực tiếp trả lời ấy trong quy định không nhắc chuyện này nhưng nếu không cấm tổ đội vậy đương nhiên là cho phép rồi ai cũng thấy rõ chuyện xảy ra trong trận đấu chẳng ai đồng cảm với hắn cả giờ hắn bị hai mỹ nữ cho ăn hành người xem vô cùng đồng tình vỗ tay liên tục xong đạo diễn chương trình lại không biết nên làm gì khán giả có mặt có thể tự do quan sát toàn diện, thích xem gì thì xem, mà những kẻ phát sóng trực tiếp lên màn hình như họ chỉ có thể chiếu một cảnh. Xem phản ứng của cả khán đài, rõ ràng mọi người đang nhìn trận PK dưới đất, nhưng đây lại là hoạt động nhảy cao, chẳng lẽ không quay cuộc so tài giữa các tuyển thủ ngôi sao mà đi quay đám người chơi bình thường sao? Đạo diễn có chút bấn loạn, làm bình luận viên cũng ù ù cạc cạc theo. Bình luận viên chỉ bình luận theo màn hình, sân đấu thật ra là sàn diễn của MC nhưng trong thi đấu không thể nào cho cả hai cùng nói một lúc vậy nên thường sẽ bình luận theo màn hình giờ mọi người đều xem pi cây nhưng đạo diễn lại phát sóng màn nhảy cao tuốt trên bình luận viên đành bình luận mỗi mục nhảy cao nhưng thực tế thì sự quan tâm của gã đã đặt hết vào trận pi cây rồi tên thiện xạ định bụng hèn hạ hết hôm nay sau khi đọ không lại trần quả và đường nhu hắn chọn đánh bài chuồn hành động của hắn làm những người chơi phải suy ngẫm hắn cứ chạy như vậy có khi nào chạy khỏi bản đồ mà leo lên khán đài luôn không? Đường Nhu là người không dễ buông tha, Trần Quả cũng sớm bị tên kia chọc điên, cả hai không hề bỏ qua, điều khiển nhân vật đuổi theo. Ba người một trước hai sau, thẳng tiến tới mép bản đồ. Không ít khán giả đứng bật dậy, muốn nhìn xem có chuyện gì xảy ra ở phía đó. Ai dè, tên thiện xạ kia sắp chạy tới sát mép lại đột nhiên đổi hướng, đánh vòng ngay biên. Khán giả nhìn mà cáu, đây là đối nghịch với mong muốn của nhân dân tất cả đều muốn nhìn hắn chạy khỏi bản đồ, ai ngờ chỉ còn một khoảng hắn lại đổi hướng, đây là vừa gẹo gái vừa gẹo khán giả tại trường quay mà, cả nhà thi đấu chửi ầm lên, không bao lâu thì yên tĩnh lại. Bởi xem màn hình rồi họ mới biết, thật ra tên thiện xạ nọ không cố ý đùa khán giả mà vì tới sát mép không thể chạy được nữa. Khán giả nhìn hình chiếu 3D nên không rõ, nay màn hình lại chiếu góc nhìn của người. Chơi, thật ra bản đồ có sẵn giới hạn, lúc này hắn đụng vào tường, Vậy chẳng phải chỉ có thể đánh vòng sao, nhưng đuổi bắt kiểu này cũng chẳng được bao lâu. Trần Quả cùng đường Nhu chia binh hai đường, rốt cuộc chặn được tên kia, trước sói sau hổ, gã tuyển thủ này khá ngoan cường, sau khi chống đỡ cuối cùng cũng ngòm. Cả nhà thi đấu rào rào tiếng vỗ tay, nhân vật của đường Nhu và Trần Quả mới hùng hổ trở về. Khán giả được chứng kiến sự hoa lệ của súng vương Chu Trạch Khải ở trận vượt rào đầu, trận thứ hai lại được người chơi thường chọc cười bầu không khí đương trường rất sôi nổi, còn tuyển thủ chuyên nghiệp lại bình tĩnh ngoài mong đợi. Xem trận này, nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp bắt đầu trụng đầu tám chuyện. Thế nào, trong các chiến đội lớn, hầu như đều có người hỏi vậy, người mà họ quan tâm tất nhiên là Đường Nhu. Tốc độ tay không tồi, đây là điều cả bọn cùng nhất trí. Nhưng hơi là lạ, một pháp sư chiến đấu nói, tao để ý, cô bé không dùng bất kỳ kỹ năng nào trên 40 cả. Dù cơ hội tốt tới đâu cũng không dùng. Do cảm thấy đối thủ kiểu đó không cần ra đại chiêu trăng, có lẽ vậy. Thực lực của thằng kia kém ẻm nhiều quá. Trong tiếng bàn luận, nhân vật của Trần Quả và Đường Nhu đã về tới giữa sân, không nói hai lời, tiếp tục nhảy lên bàn đạp. Lúc này, Tô Mộc Tranh và ba tuyển thủ nó cách đỉnh không xa, tên khán giả được chọn cũng nhảy được nửa đường. Trần Quả và Đường Nhu mới bắt đầu nhập cuộc, xong có trò hay ban nãy, khán giả lại ủng hộ cả hai rất nhiệt liệt, không ngừng vỗ tay bảo cố lên vài phút sau bốn tuyển thủ chuyên nghiệp lần lượt lên tới đỉnh tô mộc chanh vẫn giữ được ưu thế ban đầu chiếm được ngôi đầu bảng ba người kia lần lượt leo lên họ biết tiêu điểm của cả trận không phải mình mà là hai mỹ nữ chưa nhảy được một phần tư kia bốn tuyển thủ chuyên nghiệp đứng ngang hàng trên chiếc bàn đạp cao nhất nhìn xuống trận thi đấu nhảy cao này có điểm đặt chân rõ ràng độ khó thấp hơn tháp chuông của thành tội ác nhiều trần quả và đường nhu cũng không ngại ngùng trước tiếng vỗ tay của toàn khán đài cả hai tập trung nhảy từng bước một tuy không thể nhanh lẹ bằng tuyển thủ nhưng tốt xấu gì cũng không xảy ra bất cứ sai lầm nào cố lên sắp tới rồi hai chị em cũng đang cổ vũ nhau nhìn lên trên người chơi kia đã lên tới đỉnh cả trận chỉ còn mình hai cô cố lên cố lên giờ khán giả cũng đang hò reo ôi nhìn thấy trần quả thao tác không chính xác khán giả thình lình hoảng hốt trục yên hà không đủ sức nhảy lên không dẫm được lên bàn đạp nên ngã xuống kết quả lại thấy pháp sư chiến đấu của đường nhu một bước nhảy ra giữa không trung dùng thiên kích đâm vào người trục yên hà trục yên hà được hất lên đáp xuống bàn đạp mà lúc nãy cô chưa đạp tới tiểu đường trần quả hô vội chuyển mắt nhìn liền thấy pháp sư chiến đấu của đường nhu sau khi rơi xuống hai bậc lại đạp lên một bàn đạp thời điểm cô đâm mâu ra đã tính toán sẵn rồi em không sao Đường Nhu cười nói, cả sân lại tràn ngập tiếng vỗ tay, cùng là công kích, thế nhưng hai chị em lại dùng công kích giúp đỡ nhau, so với cảnh hỗ trợ PK lúc trước, mà này làm khán giả cảm động hơn nhiều. Ngay cả trên bàn đạp cao nhất cũng truyền đến tiếng vỗ tay, là những tuyển thủ điều khiển nhân vật làm động tác vỗ tay. Trục yên hà của Trần Quả lại đứng vững trên bàn đạp, không vội vã, đợi Pháp Sư chiến đấu của Đường Nhu trở về cùng độ cao, hai người mới tiếp tục nỗ lực cuối cùng hai cô gái cũng thuận buồm xuôi gió mà leo tới đỉnh trong tiếng vỗ tay của khán giả mc lập tức dựa vào bầu không khí thúc đẩy bầu không khí trong nhà thi đấu lên cao trào bảy nhân vật đứng trên đỉnh đồng thời hướng về phía khán giả làm động tác vẫy tay sau đó biến mất trên bục đấu từng người đã quay trở lại chúc mừng mộc tranh giành được giải nhất em có gì muốn nói không thường trong tình huống này quán quân luôn là người được phỏng vấn cuối cùng nhưng lần này mc lại làm trái ngược Người đầu tiên gá hỏi là Tô Mộc Tranh. Vui lắm à, nhưng hơn hết là có thể nhìn thấy một màn phấn khích lòng người đến vậy trong trận đấu. Em nhớ có một người thường bảo rằng, vinh quang không phải trò chơi của một người, em rất thích câu nói ấy. Mà hai bạn đây đã chứng minh được điều đó, em cảm thấy rất cảm động, Tô Mộc Tranh nói. Hừm, có phải là em cố ý chọn bọn họ để có thể chứng kiến trận đấu mình mong muốn nhất không? Em theo nói, đúng vậy, cảm ơn biểu hiện xuất sắc của hai bạn. Tô Mộc Tranh cười nói. Trường quay tràn ngập tiếng vỗ tay, MC cũng lập tức đi về phía Trần Quả và Đường Nhu, hai cô gái nghiễm nhiên trở thành nhân vật chính. Chúc mừng hai bạn, MC nói, nhìn phản ứng ở đây, tôi biết không chỉ riêng Mộc Tranh, mà ngay cả khán giả cũng ủng hộ hai bạn, hai bạn có cảm thấy vui vẻ không? Đương nhiên rồi. Thật ra Trần Quả muốn bảo hỏi ngu vậy, nhưng đang phát sóng trực tiếp, đành nhịn. Tình bạn thể hiện trong trò chơi ban nãy của cả hai khiến mọi người rất cảm động. Xin hỏi cả hai quen nhau bao lâu rồi? Em sẽ nói, hai năm hơn rồi. Trần Quả tiếp tục phụ trách trả lời, đường nhu phụ trách ở bên mỉm cười. Hai năm hơn, ừm, thời gian hai năm không thể bảo mới quen, lại không thể bảo bạn lâu năm. MC nhất thời tìm không được cách nói thích hợp, đành chuyển chủ. D. Tôi thấy cảm tình của cả hai tốt lắm. Hai người quen nhau nhờ vinh quang đúng không? Không phải trần quả thành thực trả lời đáp án hơi không hợp hoàn cảnh ồ vậy hiện tại đang chơi vinh quang cùng nhau ư mc hỏi à thì có lẽ sau này trần quả nói sau này tại sao không phải bây giờ mc cảm thấy kỳ quái bởi vì em ấy mới chơi vinh quang chưa được bao lâu trần quả nhìn đường nhu nói lúc này đây nhốn nháo nhất lại là nhóm tuyển thủ tất nhiên cả bọn đều có ánh mắt phán đoán thực lực của một người mà cô game thủ xinh đẹp khiến họ quan tâm này lại bảo mình mới chơi vinh quang chưa bao lâu, như vậy thao tác lúc nãy của cô lại càng đặc biệt. Chưa được bao lâu, vậy chính xác là, em nghe hỏi vấn đề mà đám tuyển thủ cực kỳ quan tâm. Mới hơn một tháng thôi, Trần Quả nói, một tháng hơn, thế trước đấy chưa từng chơi vinh quang. MC kinh ngạc hỏi, rất ít chơi, Đường Nhu nói, ít là ít thế nào? MC lại hỏi, chỉ thỉnh thoảng giúp chị ấy trên đấu trường, Đường Nhu nói. Còn giúp mình hoàn thành nhiệm vụ khiêu chiến thần chi lĩnh vực nữa. Trần Quả chủ động bổ sung, toàn trường ồ lên, nhiệm vụ khiêu chiến của thần chi lĩnh vực, một người hiếm lắm mới tiếp xúc vinh quang lại có thể làm được. Xong nhìn thao tác PK vừa nãy của cô nàng, có chỗ nào giống người mới chơi một tháng? Người chơi mấy năm còn không được vậy, tuyển thủ chuyên nghiệp liếc mắt nhìn nhau. Nhiệm vụ khiêu chiến của thần chi lĩnh vực, chuyện rất khó trong mắt người chơi thường lại chẳng là bao đối với họ, nhưng họ biết rõ thao tác của đường nhu mạnh bao nhiêu cũng biết chỉ hơn một tháng mà đạt được trình độ ấy có ý nghĩa gì nếu trước đấy giới chuyên nghiệp chỉ đánh giá đường nhu là ờ uh, không tồi nay biết được cô chỉ mới chơi một tháng ai cũng cảm thấy kinh ngạc